Anh chàng sĩ quan đẹp trai này đang tập trung vào nghe hát, trên tay lấy ra một chiếc nhẫn cũ. Cách đó không xa, một người đàn ông đang rời đi nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ không phục. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tà khí, từ túi áo hắn ta lấy ra một chiếc bút có chứa kim độc bên trong. Hắn thổi cây kim bay về phía anh chàng sĩ quan đẹp trai kia. Nhị gia đang biểu diễn trên sân khấu vừa vặn nhìn thấy. Không đợi nhị gia nhắc nhở, chỉ thấy Phật gia bình tĩnh nghiêng đầu một cái. Đồng thời nhẫn trong tay anh cũng bay lên không trung. Cây kim độc kia lại vừa vặn bị cái nhẫn này đụng một cái rơi xuống tách trà trên bàn. Thậm chí Phật gia duỗi ngón tay ra chiếc nhẫn vừa vặn được đeo vào ngón áp út của anh. Lúc này trà trên bàn cũng biến thành màu đen. Trên sân khấu nhị gia cũng tiếp tục màn trình diễn của mình. Người đàn ông vừa làm chuyện xấu xa kia hoảng sợ vội vàng kéo thủ hạ bỏ chạy. Người đàn ông này đến trước cũng không nghĩ tới hắn vừa đến Trường Sa liền chọc giận lão đại Trương Khải Sơn của Trường Sa. Trương Khải Sơn được mọi người ở Trường Sa gọi là Trương đại Phật gia. Anh là người đứng đầu đội bảo vệ Trường Sa và lão cửu môn ở đây. Phật gia ra lệnh cho Trương phó quan kiểm tra xem người đàn ông đó đến từ đâu và khiến cho anh ta không thể rời khỏi thành phố Trường Sa. Bên này nhị gia đã biểu diễn xong, anh bước đến trước mặt Phật gia chào hỏi. Phật gia cũng không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề, mình đến lần này không phải để nghe kịch mà muốn nhờ nhị gia một chuyện khác. Sau đó Phật gia nói rõ chuyện mình muốn nhờ với nhị gia. Vào đêm hôm trước có một chuyến tàu kỳ lạ đến thành phố Trường Sa. Khi người trực nhà ga nhìn thấy chiếc tàu đậu ở ga liền đi kiểm tra. Ông ta thấy toàn bộ chiếc tàu đã bị niêm phong. Hơn nữa đây cũng là một chiếc tàu quân đội, nhưng khi anh ta mở ra một khe nhỏ cửa tàu, chất lỏng màu đỏ chảy ra bên trong liền đưa lên ngửi và phát hiện ra đó là máu. Sau đó, ông đi đến đầu tàu kéo cửa tàu nhưng không mở được. Khi ông lau bụi trên cửa sổ và nhìn vào bên trong, ông hoảng hồn hét lên thất thanh, bên trong là một xác chết. Sáng ngày hôm sau Phật gia mang quân đội đến nhà ga bao vây. Nhân viên đón xe vội vàng giải thích với Phật gia mọi chuyện hôm qua anh ta chứng kiến với chiếc tàu này. Phó quan cũng nói thêm sau khi xác minh đây là một chuyến tàu 076. Anh ấy nghi ngờ người bên trong là người Nhật. Sau đó, Phật gia đích thân đến kiểm tra đoàn tàu. Anh cũng nhìn thấy xác chết bên trong qua cửa sổ. Phật gia quyết định phá cửa tàu. Nhưng lúc này nhân viên nhà ga đột nhiên gọi Phật gia lại và nói với anh chiếc tàu này là một chiếc tàu ma. Nhà ga này không phải là một nơi bình thường, chỉ cần là tàu vào ga lúc nửa đêm thì sẽ toàn là người chết muốn xuống địa ngục. Trường Sa đã có ác quỷ rồi. Tuy nhiên, Trương Phật gia là ai? Đó là người ngay cả ác quỷ cũng phải sợ anh ba phần. Vì vậy lời cảnh báo của nhân viên nhà ga không làm anh sợ hãi. Sau đó, Phật gia sai người mở tàu. Khi anh vào trong xe lửa, toàn bộ chiếc xe được tìm thấy đều là các thi thể. Điều kỳ lạ là các thi thể này đều nằm úp xuống. Khi nhìn thấy cảnh này, Phật gia sai người đi gọi Bát gia tới. Bát gia là Bát Tề Thiết của lão cửu môn ở Trường Sa. Khi Bát gia đến bên cạnh xe lửa, anh đã nhìn thấy sự kỳ lạ của chuyến tàu. Vì vậy, Bát gia sử dụng ngón tay bấm một phen thấy không tốt liền muốn rút lui. Đúng lúc này Trương phó quan đi đến gọi Bát gia quay lại. Anh cũng truyền lại lời của Phật gia, nếu anh dám rời khỏi nhà ga một bước thì anh ấy sẽ nổ súng. Bất đắc dĩ Bát gia chỉ có thể đi theo Trương phó quan vào bên trong tàu. Ai bảo người ta là lão đại cửu môn, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của anh. Phật gia mang theo Bát gia đi kiểm tra chiếc xe lửa quỷ dị này. Họ không chỉ tìm thấy quan tài ở khắp mọi nơi trong xe lửa mà còn có xác chết ở khắp nơi. Các thi thể này đều nằm sấp chết và trên lưng họ đều có xăm các dấu hiệu hoa văn đặc biệt. Nhìn xác chết của đoàn tàu, Bát gia hỏi vấn đề mà anh thắc mắc, đó là cách con tàu này chạy vào Trường Sa. Lúc này Phật gia đưa ra suy đoán của mình. Anh nói rằng những người áp giải quan tài trước khi chết sẽ hít vào một loại cương khí rồi mới lên tàu hỏa. Khi tàu đến trạm cũng là lúc họ còn lại chút hơi tàn. Khi Phật gia tiếp tục lục soát vô tình phát hiện ra một văn kiện. Bát gia vội vàng nhặt lên, hai người xem xong phát hiện đây là một bản vẽ dùng để thí nghiệm. Bát gia suy đoán là đám người này muốn lợi dụng huyệt đạo ngầm để làm thí nghiệm. Nhưng thí nghiệm đó là gì thì họ không biết, chỉ là điều này sẽ liên quan đến an nguy của người dân Trường Sa. Cho nên Phật gia càng nhất định phải làm rõ ràng chuyện này và giải quyết nó triệt để. Sau đó, họ đến toa xe cuối cùng, có một quan tài chính ở đây. Và bí mật của toàn bộ chuyến tàu có thể ở trong đó. Phật gia mở cửa sắt ra rồi đi vào. Sau khi xem xét cẩn thận chiếc quan tài, anh liền nói câu trả lời là ở đây. Phật gia sai người đem tất cả các quan tài về phủ. Bởi vì anh sẽ mở quan tài để kiểm tra từng cái một. Nhưng quan tài chính là quan tài Tô Vít, không phải ai cũng có thể mở được. Chỉ thấy binh lính mang theo một chiếc kéo hình đàn tì bà đặt trên quan tài chính. Sau đó, buộc lại bằng dây thừng, đầu kia của sợi dây thừng được buộc vào con ngựa. Điều này để đảm bảo rằng nếu người mở quan tài bị tai nạn thì sẽ giữ được mạng. Bởi vì một khi phát hiện bên trong quan tài có gì bất thường, sẽ có người gõ chiêng khiến con ngựa kéo dây thừng. Chiếc kéo cũng có thể nhanh chóng cắt đứt cánh tay người đàn ông trong chớp mắt. Chỉ thấy binh lính nhà Phật gia run rẩy cho tay vào lỗ trên quan tài. Không ai biết những gì sẽ xảy ra bên trong. Sau một hồi anh lính đưa tay vào bên trong mò mẫm, đột nhiên mặt anh lính lộ vẻ hoảng sợ. Dường như bàn tay của anh ta đã bị cắn bởi một cái gì đó không rút ra được, liền lập tức kêu cứu. Phật gia kêu đừng nhưng tiếng chuông đã vang lên. Cánh tay anh lính trực tiếp đứt ở bên trong. Lúc này Phật gia đi tới trước quan tài, anh chỉ liếc nhìn vào quan tài sau đó tháo găng tay ra và đưa tay thẳng vào lỗ trên quan tài. Anh nhanh chóng chạm vào công tắc của quan tài và xoay nó. Khóa quan tài được mở ra, khi nắp quan tài được khiêng đi, Phật gia từ bên trong lấy ra cánh tay bị đứt của anh lính để đem đi nối lại. Quan tài này căn bản là không có cơ quan gì, chỉ là người lính vừa rồi quá sợ hãi nên cánh tay bị kẹt trong quan tài mới dẫn đến bị gãy tay như vậy. Tiếp theo Phật gia lục lọi trong quan tài và tìm thấy một chiếc nhẫn cổ. Khi Bát gia nhìn thấy lập tức nhận ra lai lịch của chiếc nhẫn này.
Bởi vì đây là một đồ vật của Nam Bắc Triều mà trong cửu môn người hiểu rõ nhất về mộ cổ của Nam Bắc Triều chính là Nhị Gia, Nhị Nguyệt Hồng. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Phật Gia cầm nhẫn tới tìm Nhị Gia. Nhưng mà Nhị Gia lại rất không nể mặt Phật Gia, anh ta thậm chí ngay cả nhẫn cũng không muốn đụng vào. Chiếc nhẫn được đẩy đi đẩy lại trong tay hai người cuối cùng rơi xuống bàn bên cạnh. Nhị Gia cũng chỉ đến gần nhìn thoáng qua rồi giải thích rằng đã rất lâu rồi anh không đụng vào những thứ dưới lòng đất. Vì vậy, anh không thể giúp đỡ. Đến cuối cùng Nhị Gia vẫn khuyên Phật Gia việc này rất nguy hiểm nên đừng nóng vội. Từ biểu hiện của Nhị Gia, Phật Gia suy đoán Nhị Gia có thể biết một ít nội tình bên trong, hơn nữa còn không muốn để cho Phật Gia biết. Nhị Gia liền cố ý tiễn khách, Phật Gia cũng không cố chấp rời đi. Không quên nhắc nhở Nhị Gia nhẫn và giấy mời mình để lại trên bàn mong anh ta suy nghĩ lại chuyện này. Sau khi ra ngoài, anh nói với Trương Phó Quan dù Nhị Gia có quan tâm đến chuyện này hay không anh đều phải điều tra chân tướng chuyện này. Cũng nói anh ta tối nay mời Bát Gia đến bàn chuyện. Trên đường đi đến phủ của Phật Gia, Bát Gia kể lại cho hai binh lính đi đón mình chuyện anh được Phật Gia cứu. Trước đây Trường Sa có một người Nhật Bản mở võ quán tên là Võ Đằng. Hắn ta hoành hành ngang ngược, muốn được chia cổ phần làm ăn của cửu môn. Nhưng người trong cửu môn hắn không dám động liền nhìn chúng Bát Gia một người hành nghề bói toán, trói gà không chặt. Tên Võ Đằng bắt trói Bát Gia lên khâu trung và đánh đập khiến anh chỉ còn chút hơi tàn. Đúng lúc này cửa lớn chậm rãi được đẩy ra. Tiếp theo một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt, thì ra là Phật Gia tới. Khóe miệng của Bát Gia bị treo lơ lửng trên khâu chợt mỉm cười rồi lại rơi vào hôn mê. Phật Gia bị bao quanh bởi một nhóm người Nhật nhưng anh vẫn chậm rãi đi vào võ quán đồng thời cởi cà vạt và áo khoác ra. Trong khi kéo tay áo lên, Phật Gia nói với tên Võ Đằng chỉ cần thả Bát Gia anh sẽ tha cho bọn họ con đường sống. Nhưng tên Võ Đằng này hiển nhiên không để Phật Gia vào mắt. Hắn thấy Phật Gia một mình đến đây liền tỏ ra khinh thường và ra lệnh cho thủ hạ cùng nhau bao vây Phật Gia. Chỉ thấy Phật Gia tả xung hữu đột với đám người Nhật khiến bọn chúng chim bay gà bay. Dù bị thương nhưng Phật Gia vẫn xuống tay không hề yếu thế. Bát Gia bị treo trên không trung nhìn thấy Phật Gia bị thương thì vô cùng lo sợ. Lúc này tên Võ Đằng đứng trên gác nhịn không được rút dao bay xuống. Một nhát cứa vào lưng Phật Gia khiến Phật Gia lảo đảo xoay người. Hắn lại hạ mấy đao trước ngực Phật Gia nhưng đều không phải là những vết chí mạng, thậm chí còn chém đứt con dao trong tay Phật Gia. Ngay tại thời điểm quan trọng, Phật Gia nghiêng người né tránh công kích của đối phương, sau đó ôm tên Võ Đằng đẩy đến chiếc bàn cách đó không xa. Tiếp theo anh cầm băng ghế lên đập hắn ta ngã lăn ra đất. Lúc này tên Võ Đằng ngã xuống đất đột nhiên đứng dậy cầm dao lao về phía vai của Phật Gia, lập tức bị Phật Gia hai tay cầm lấy. Phật Gia nhân cơ hội này phi thân cưỡi trên cổ tên Võ Đằng xoay người áp đảo đối phương, đồng thời con dao trong tay anh trực tiếp lấy mạng hắn ta. Tư thế đẹp trai này triệt để trấn áp đám thủ hạ bốn phía, bọn chúng bị dọa cho không dám nhúc nhích. Dưới ánh mắt muốn giết người của Phật Gia, bọn chúng nhanh chóng chạy thoát thân. Sau đó Phật Gia một đao phi đi trực tiếp thả Bát Gia xuống. Sau trận chiến đó Phật Gia nổi tiếng khắp Trường Sa nên không ai dám khiêu khích anh. Bát Gia cũng chính là nhờ phúc của Phật Gia nên mới có cuộc sống an toàn cho đến giờ. Sau khi Bát Gia đến phủ Phật Gia liền bàn bạc với nhau xem làm thế nào để tìm hiểu về chuyến tàu đó. Nhưng vấn đề những quan tài đó chỉ có Nhị Gia mới hiểu rõ, rồi Nhị Gia lại không giúp bọn họ nên không biết nên bắt đầu như thế nào. Phật Gia liền tìm hiểu vấn đề xe lửa bắt đầu chạy từ nơi nào. Anh dở bản đồ đường sắt ra và xem xét. Loại trừ một số tuyến đường không thể đi, chỉ còn một tuyến đường duy nhất nhưng nó xuất phát từ mỏ quặng. Vì vậy Phật Gia khẳng định xe lửa chạy ra từ vùng mỏ. Họ quyết định ngày mai sẽ đi đến khu mỏ đó để kiểm tra tình hình. Khi họ đến một thị trấn nhỏ gần mỏ, Bát Gia đã nhìn thấy cửa trấn rải rác các loại điêu khắc đá cổ xưa, dường như tất cả đều được đào lên từ ngôi mộ cổ. Khi họ tiếp tục đi vào bên trong chỉ thấy cả thôn làng dường như không có một bóng người. Đúng lúc đó một người phụ nữ đi ra ngoài với một đứa trẻ trong miệng không ngừng giục đứa nhỏ nhanh chóng rời đi, giống như bà ta rất sợ gặp được người lạ vậy. Trương Phó Quan vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình trong làng nhưng người phụ nữ rõ ràng không muốn nói nhiều, xua tay lẫn tránh. Cuối cùng vẫn là bởi vì Trương Phó Quan bám theo không buông nên mới nói ra một số thông tin cơ bản. Bà ta nói rằng ở đây có mấy vụ tai nạn hầm mỏ đã xảy ra nên cuộc sống của mọi người dân đều khó khăn. Vì vậy, về cơ bản tất cả đã rời đi, mà người phụ nữ này cũng đang đi chạy nạn. Ở đây cũng đã từng xuất hiện người Nhật, nhưng người Nhật cũng rời đi sau vụ tai nạn mỏ. Những tin tức này cũng đủ để chứng minh Phật Gia không đi sai hướng. Và ban đêm đám người Phật Gia rốt cuộc cũng tìm được một chỗ có người sống. Họ nhịn đói trong một ngày nên Bát Gia định dùng tiền để mua đồ ăn. Nhưng những người này đối với ngân phiếu mà Bát Gia đưa đến vô cùng khinh thường. Bất đắc dĩ Phật Gia lấy ra mấy đồng bạc mới khiến bọn họ động một chút tâm nhưng vẫn chế ít. Bát Gia liền đem toàn bộ tiền của Phật Gia và Trương Phó Quan cướp lấy giao cho những người này. Lúc này ba người họ mới miễn cưỡng đồng ý cho đám người Phật Gia cùng nhau ăn chút gì đó. Nhưng mà trong nồi cũng không phải là sơn hào hải vị gì mà chỉ là canh rau đơn giản. Nhưng mấy người bọn họ cũng vẫn ăn rất vui vẻ. Bát Gia vừa ăn vừa nói chuyện để hỏi tin tức. Khi được hỏi về xe lửa, những người này đột nhiên đều im lặng, sau đó lấy cớ nghỉ ngơi sớm rời đi. Phật Gia bọn họ cũng suy đoán ra mấy người này khẳng định biết một chút thông tin. Tối đó Phật Gia vì đề cao cảnh giác nên chỉ dám ngồi ngủ. Trương Phó Quan cũng chỉ là dựa nửa người vào tường nghỉ ngơi, chỉ có Bát Gia là ngủ ngon nhất. Ngay khi trời vừa sáng, ba người này đột nhiên nhanh chóng đứng dậy rời giường. Phật Gia cũng thấy động tĩnh, ngay khi ba người này vừa ra khỏi cửa, Phật Gia liền đánh thức Bát Gia. Sau đó họ lén lút theo dõi người kia. Trên đường đi ba người này cũng phát hiện bị theo dõi nên cố ý đưa bọn Phật Gia đến một nơi sương mù dày đặc và biến mất. Nhưng đối phương lại giống như không muốn vứt bỏ bọn Phật Gia. Chỉ thấy bóng người nhanh chóng di chuyển xung quanh đám người Phật Gia. Bởi vì sương mù, Phật Gia căn bản không nhìn thấy đối phương. Vì thế Bát Gia cố ý lớn tiếng khiêu khích bọn chúng.
Vừa dứt lời, một cây gậy bay về phía họ, Phật gia một trưởng đẩy Bát gia ra. Trương Phó Quan luôn ở lại bên cạnh Bát gia để bảo vệ anh, cho nên Phật gia chỉ có thể một chọi ba. Nhớ năm đó Phật gia đối mặt với mấy trăm người cũng không rơi vào thế hạ phong, nên một đánh ba này chỉ nhẹ như lông hồng. Quả nhiên chưa tới một phút, ba người đàn ông đã bị hạ gục. Phật gia nhanh chóng hỏi bọn chúng về chuyến xe lửa, nhưng thật bất ngờ ba người này tự cắn thuốc và chết ngay tại chỗ. Vừa nhìn đã biết đây là những tử sĩ đã được huấn luyện kỹ. Đám người Phật gia vừa tìm được manh mối thì đã bị đứt đoạn. Phật gia nhìn những ngọn núi được bao quanh bởi sương mù, kết hợp kinh nghiệm của Trương gia bọn họ nên suy đoán phải có gì đó kỳ lạ ở đây. Lúc này Bát gia cũng lấy la bàn bát quái ra xem thử. Sau một hồi kiểm tra nhưng anh lại phát hiện ra la bàn của mình đã bị hư. Phật gia suy đoán nơi này nhất định có từ trường mạnh nên mới khiến la bàn không hoạt động. Sau đó, họ tìm kiếm một hồi và phát hiện ra một tuyến đường sắt dẫn đến mỏ. Sắt được làm đường dây chắc hẳn mới lấy từ mỏ ra nên từ trường vẫn còn rất mạnh. Bát gia nhìn địa hình nơi này suy đoán ra đây là một hảo huyệt. Bởi vì người xưa dù muốn xây nhà hoặc mộ đều tìm địa điểm phía trước có nước, phía sau có núi tựa, mà nơi này vừa vặn là tầng tầng lớp lớp núi non làm chỗ dựa. Cũng có sử sách ghi lại ở đây ngày xưa có dòng suối chảy qua, cho nên Bát gia kết luận nơi này nhất định có mộ huyệt và đó là một ngôi mộ lớn. Phật gia cũng suy đoán nơi này hẳn là người Nhật dùng để làm thí nghiệm bí mật ở đây. Tiếp theo họ sẽ tiếp tục tìm kiếm dọc theo tuyến đường sắt đó, mà Nhị gia cũng bởi vì chiếc nhẫn đó mà cả ngày thần thờ không yên, ngay cả món mì mà vợ chuẩn bị cho anh ta cũng quên ăn. Cuối cùng Nhị gia vẫn mở cánh cửa ngầm đã đóng cửa từ lâu ra. Trong mật thất bày biện các loại công cụ, trên tường còn treo bản đồ mộ cổ. Rất rõ ràng nhìn ra nhà Nhị gia là một gia tộc nghiên cứu cổ mộ. Sau đó, anh lấy ra một chiếc nhẫn từ một hộp nhỏ, mà chiếc nhẫn kia lại giống như đúc với chiếc nhẫn của Phật gia đưa. Nhị gia cầm hai chiếc nhẫn và nói cuối cùng cũng phải đưa ra ánh sáng. Điều này của Nhị gia chứng tỏ anh ta biết bí mật của chiếc nhẫn này. Thật ra Nhị gia lại cự tuyệt Phật gia không phải là không muốn giúp Phật gia, mà vì mấy năm trước vợ của anh bị bệnh nặng. Anh đã mời đại phu khắp thành Trường Sa đến khám nhưng cũng không cách nào chữa được cho vợ mình. Ngay khi Nhị gia dâng hương cầu nguyện với tổ tiên, nén hương tự nhiên bị gãy. Bởi vậy Nhị gia cảm thấy là bởi vì âm đức tổ nghiệp khuyết thiếu, cho nên anh mới đưa ra một quyết định không dính dáng đến tổ nghiệp nữa, nếu có nghiệp chướng thì anh xin gánh nhận tất cả. Trong mật thất, Nhị gia đang nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, nội tâm tựa hồ cũng bắt đầu có cái gì khác thường. Ba người Phật gia dọc theo đường sắt đi mấy chục dặm, Bát gia mệt mỏi thiếu chút nữa muốn xỉu giữa đường. Khi ba người đi đến một ngã ba, Phật gia nhìn ra đường sắt này có dấu vết của đoàn tàu đi qua. Trong núi hoang dã này còn có xe lửa đi qua, điều này chứng tỏ nơi này nhất định còn có người. Đúng lúc này Bát gia nhìn thấy một bóng người đàn ông vội vàng chạy núp phía sau Phật gia, nhưng Phật gia lại không thấy người đâu. Sau đó, họ tiếp tục đi xuống, Phật gia vừa quay đầu thật đúng là nhìn thấy một người liền vội vàng đuổi theo. Khi họ đuổi theo đến một ngôi làng nhỏ lại bị mất dấu. Phật gia nói người này đối với địa hình nơi này quen thuộc, nếu họ đuổi theo khẳng định không đuổi kịp. Nhưng ông già đã ném củi và rìu ở đây khi bỏ chạy nên họ chỉ cần chờ đợi ở đây, ông già chắc chắn sẽ trở lại để lấy rìu. Quả nhiên Phật gia chờ một hồi liền thấy ông già kia lại lặng lẽ đi tới. Hơn nữa Phật gia từ hành trang của ông già nhìn thấy các loại công cụ đào mộ, vì vậy anh quyết định bí mật theo dõi ông già. Khi Phật gia đá văng cửa nhà ông ta, phát hiện trong nhà ông già đầy vũ khí quân nhu. Theo lời khai của ông già, đây là tất cả những gì ông ta nhặt được. Có thể nhặt được nhiều quân nhu như vậy khẳng định làm cho người ta hoài nghi, cho nên ông già chỉ có thể mang theo Phật gia đi tới nơi nhặt đồ. Vừa đi đến cổng, bọn họ liền cảm nhận được nơi này không bình thường, một mùi thối bốc lên nồng nặc. Trương Phó Quan một cước đá văng cửa, họ đi vào phát hiện bên trong chất đầy thi thể. Hơn nữa các thi thể này trạng thái chất giống đám người trên đoàn tàu, đều bị mạng nhện bám quanh, cơ thể mất nước, mặt úp xuống dưới. Hơn nữa hình xăm trên người cũng giống nhau, nhưng có một điểm khác biệt, đó là người trên đoàn tàu đều có tóc còn những người này thì không. Vì vậy, họ suy luận tóc chắc chắn có liên quan đến các thí nghiệm bí mật của Nhật Bản. Lúc này ông già bị Trương Phó Quan bức hỏi, ông ta mới khai ra. Ông ta nói nửa năm trước một nhóm người đột nhiên xuất hiện gần mỏ và cho ông ta tiền rồi đuổi đi. Cho đến mấy hôm trước, ông ngửi thấy mùi hôi thối gần đó mới phát hiện nơi này chất đầy thi thể. Ông ta đã đi vào và lấy đi những quân nhu kia. Phật gia hỏi ông ta có thấy xe lửa không. Ông già nói thêm rằng xe lửa đã đi ra ngoài vào thời điểm đó. Sau đó, Phật gia bảo ông già đưa họ đến lối vào mỏ. Nhưng đến lối vào họ lại phát hiện cửa vào mỏ khoáng đã sớm bị chặn lại. Hóa ra là người Nhật đã cho nổ tung lối vào trước khi họ rời đi. Nhưng dưới sự ép buộc của Trương Phó Quan, ông già chỉ có thể mang theo đám người Phật gia bọn họ tiếp tục tìm cửa vào khác. Dọc theo đường đi, Bát gia luôn không ngừng ngăn cản Phật gia, bởi vì anh đã tính ra nơi này đại sung nên nhất định không được ở lại. Nhưng Phật gia không sợ điều đó, mệnh của anh là dùng để phá vỡ những điều đại sung đó. Dưới sự hướng dẫn của ông già, họ đến một nghĩa địa. Nhìn một vòng xung quanh, Phật gia cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng ánh mắt lén lút của ông già nhìn về phía bia mộ nên Phật gia cũng phát hiện ra manh mối. Anh đi thẳng đến ngôi mộ, Trương Phó Quan cũng nhanh chóng đẩy bia mộ ra. Lúc này ông già lại nhất quyết can ngăn Phật gia không thể vào trong. Nhưng Phật gia ra lệnh cho Trương Phó Quan trực tiếp nhảy xuống. Thấy con đường xuống mỏ sắp bị lộ, ông già liền nói rằng đây là một con đường chết. Phật gia liếc mắt một cái cũng đoán được chắc chắn có điều gì đó ông già không nói. Bát gia thấy thế vội vàng nói nếu đã nguy hiểm như vậy không bằng mời Nhị gia xuống mộ cùng. Dù sao Nhị gia cũng là người hành nghề mộ cổ. Mà lúc này Nhị gia cũng đang nghiên cứu trong nhà mình một mô hình. Anh cầm thước kẻ đo độ sâu của mô hình này ở khắp mọi nơi. Nhìn vào nó có thể đoán được Nhị gia ở nhà là một mô hình mộ mỏ lớn. Nhưng làm sao anh biết được toàn cảnh của đại mộ?
Phật gia cùng Nhị gia đều đang tìm kiếm bí mật của mỏ, nhưng ngoại trừ họ còn có một nhóm người cũng quan tâm đến ngôi mộ lớn dưới mỏ này. Đó chính là người Nhật ở Trường Sa. Người Nhật này tên là Điền Trung. Cô ta vì muốn mời Nhị gia hỗ trợ mà đã bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc hạ nhân nhà Nhị gia. Nhưng mà Nhị gia biết được là người Nhật nên quyết định cự tuyệt. Cuối cùng người Nhật ngay cả mặt Nhị gia cũng không nhìn thấy. Sau đó, Điền Trung không muốn từ bỏ nên tìm đến đồ đệ của Nhị gia là Trần Bì. Trần Bì này chính là một tên dựa vào sư phụ mà có những thủ đoạn ngoan độc. Nhưng hắn ta cũng có một điểm yếu, đó chính là sư nương của hắn. Cho nên Điền Trung liền nói mình có linh dược có thể chữa khỏi bệnh cho sư nương của hắn, nhưng yêu cầu phải là để Nhị gia hợp tác với bọn họ. Sư nương là điểm yếu của Trần Bì nên vì cứu sư nương hắn ta có thể làm bất cứ điều gì. Khi hắn nhìn thấy bệnh của sư nương càng nặng thêm, Trần Bì chỉ có thể quỳ gối cầu xin Nhị gia đi gặp người Nhật. Nhưng Nhị gia tức giận ngay tại chỗ, bởi vì anh biết người Nhật chắc chắn là khó lường. Nếu thật sự có thuốc cũng sẽ không hảo tâm tặng cho bọn họ như vậy. Cho nên ngay lập tức liền cự tuyệt yêu cầu của Trần Bì. Trong thực tế, nếu thực sự có thể cứu được vợ mình, Nhị gia nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để lấy bằng được. Bởi vì cuộc sống này Nhị gia chỉ vì nha đầu của mình mà sống. Phật gia đi theo lão già này xuống mộ, vừa xuống thì phát hiện trong đường hầm có rất nhiều nước đọng. Ông già liên tục muốn trở về vì khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị nên ông ta quá hoảng sợ. Thế nhưng Phật gia căn bản không tin tà ma, nhất định phải mang theo ông già cùng đi xuống. Chẳng bao lâu họ đến trước một hàng rào sắt. Phía sau hàng rào sắt là một bức tượng thần. Bát gia liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là tượng thần Thiên Tôn Lão Mẫu của Quyền Quan Đạo. Mà Thiên Tôn Lão Mẫu lại là thần quan trọng nhất trong Quyền Quan Đạo. Khi bức tượng được đặt ở đây, điều đó có nghĩa phía dưới nhất định cất giấu bảo vật không tầm thường. Phật gia muốn vào bên trong xem nó trấn áp thứ gì. Điều này làm ông già sợ hãi liên tục nói bên trong có quỷ, can ngăn Phật gia đừng vào trong. Chẳng lẽ ông già này trước kia từng tới? Vì thế dưới sự bức hỏi của Phật gia, ông già đã khai báo một số thông tin khác. Ông nói rằng mấy đời nhà ông ta đều là công nhân mỏ ở đây, cho nên từ nhỏ đến lớn ông ta chưa từng rời khỏi nơi này. Nhưng đến thời của bố ông, mỏ đã được mua lại bởi người Nhật. Bố ông ta cũng biết một chút tiếng Nhật nên cũng có một chút địa vị ở đây. Người Nhật yêu cầu họ đào sâu vào bên trong mỏ. Một lần họ đào được một hang động thời nhà Thanh. Dường như người Nhật đang tìm kiếm điều này, vì thế bố ông ta mang theo mười mấy anh em đi cùng người Nhật vào đường hầm này. Bố ông ta không nhớ đã đi sâu bao nhiêu, cuối cùng đi tới một cánh cửa lớn. Bên ngoài cửa có viết dòng chữ người đi vào cánh cửa này phải từ bỏ tất cả. Bát gia tri thức uyên bác ngay lập tức nói những lời này đến từ phương Tây. Nó được viết ở một cuốn sách nói về chuyện một người đi du lịch âm phủ. Vì vậy có thể hiểu sau cánh cửa đó chính là âm phủ. Nhưng người Nhật cũng có lá gan lớn, ông ta cùng với người của mình đi thẳng vào bên trong và bảo bố ông ta cùng những người khác đứng ở bên ngoài chờ. Bố của ông lão và đám người quyết định khi người Nhật đi ra mà có đồ quý giá thì sẽ cướp lại. Nhưng khi người Nhật đi ra ngoài, họ suýt sợ chết khiếp. Một đám khói đen đuổi theo đường sau, những ai chậm chân đều bị nó nuốt chửng. Cho đến khi cánh cửa đó đóng lại, ông già nói xong những lời này ngược lại khiến cho Phật gia hứng thú. Vì vậy, buộc phải mở hàng rào sắt này. Ngay sau khi họ bước vào liền nhìn thấy nhúm tóc đằng sau bức tượng. Sau đó, họ đi đến trung tâm của đường hầm. Trương Phó Quan cũng tìm thấy máy phát điện liền thắp sáng toàn bộ đường hầm. Họ phát hiện ra rằng tất cả các đường mỏ đều đã bị bịt kín. Phật gia càng thêm khẳng định nơi này có bí mật không thể cho người khác biết. Vì vậy, họ tiếp tục tìm kiếm dọc theo đường hầm mỏ và đi đến một nơi kỳ lạ. Chỉ thấy hai bên đường nơi này đặt mỗi bên một cái bát. Bát gia từ điều này nhận ra đây là một cái trận pháp. Một bên đặt nước giếng, một bên đặt nước sông, với ngụ ý rằng nước sông không phạm nước giếng. Cả người sống và người chết đều đi qua đây nên người Nhật mới đặt hai chiếc bát này để hai bên không gây chuyện với nhau. Bát gia lo lắng bên trong có thứ không sạch sẽ nên muốn rủ Phật gia rời khỏi đây. Nhưng mà Phật gia lại không nghe, quay đầu liền đổ nước trong bát bên cạnh, sau đó dẫn mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Không bao lâu sau, họ đi đến một nơi kỳ lạ. Bát gia nhìn thấy dấu vết trên gỗ, nơi này liền sợ hãi hét lớn lùi về sau. Ông già dường như đã nhìn thấy một cái gì đó vội hét lên đừng đến đây, rồi vội vàng chạy ra bên ngoài. Khi Trương Phó Quan định đuổi theo, Phật gia liền ngăn lại. Sau đó Bát gia nói cho Phật gia biết những dấu hiệu trên khúc gỗ kia. Trên mỗi chiếc xà đều có một chỗ trũng, chứng tỏ ở đây đã có người tự kết liễu đời mình. Quả thật phía trên các xà gồ đều là dây thừng, mỗi sợi dây chứng tỏ có một người chết. Một hầm mỏ đang yên lành tại sao lại có nhiều người chết đến như vậy? Điều này là hoàn toàn bất thường. Bát gia đang định nói đến chuyện không nên đi tiếp vào trong thì bị Phật gia bịt miệng mang đi. Sau đó, họ đến một nơi có nhiều chung nước lớn. Bát gia đánh giá xung quanh một phen và nói rằng không còn đường nào để đi, chắc chắn lão già kia chỉ nhầm đường. Anh ta đang vui vẻ vì có thể quay trở ra, nhưng Phật gia lại không để cho hắn như nguyện. Không tìm bí mật, Phật gia khẳng định sẽ không đi. Quả nhiên lúc Phật gia nhìn về phía một cái chung nước liền phát hiện manh mối, anh vội vàng gọi Bát gia đến. Bát gia liếc nhìn nước trong bể liền đoán ra phía dưới chung này có một cái lỗ, vì gợn sóng nước trong bể vẫn lăn ra ngoài. Và đặt bể ở đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là để bịt lỗ bên dưới lại, mà còn có khả năng là vì trừ tà đuổi yêu. Nhưng không đợi Bát gia giải thích xong, Phật gia liền bắn một phát vào trong chung. Chỉ thấy nước trong bể giống như vòng xoáy trong nháy mắt bị cuốn vào lòng đất. Chờ cho đến khi họ di chuyển bể nước, quả thật bên dưới lộ ra một cái lỗ nhỏ, cũng không biết số nước kia đi đâu. Phật gia vì muốn biết bên dưới có gì liền cùng với Trương Phó Quan đào lỗ lớn hơn một chút. Sau khi lấy tấm ván cuối cùng ra liền nhìn thấy Phật gia tung người trực tiếp nhảy xuống. Ở phía dưới Phật gia cũng không phát hiện có gì bất thường nên để Bát gia và Trương Phó Quan nhảy xuống theo. Đây có lẽ là một hang động hoàn toàn mới. Họ liền tiếp tục đi về phía trước thì nhìn thấy những mảnh gỗ có chữ giống với quan tài trên tàu hỏa.
suy ra quan tài trên chuyến tàu đó đều được đẩy ra từ đây. Điều đó cũng một lần nữa chứng minh rằng họ đang đi đúng hướng. Ngay khi bọn Phật gia tiếp tục xâm nhập, đột nhiên liền nghe thấy một âm thanh lạ. Bát gia cảm giác giống như mình đã từng nghe qua nhưng nhất thời không nhớ ra. Phật gia chỉ có thể nghe thấy tiếng động nên mang theo bọn họ đi về phía âm thanh truyền đến tiếp tục tìm kiếm. Cùng lúc đó, phủ của nhị gia, Trần Bì phát hiện một chiếc khăn tay có máu. Hắn biết bệnh của sư nương lại nặng thêm, không thể khuyên can được sư phụ của hắn nên hắn chỉ có thể một mình đi tới địa bàn của người Nhật. Hắn muốn tìm Điền Trung lấy thuốc. Vừa đến sân nhà người ta, Trần Bì đã bị bao vây bởi những người Nhật. Mà Điền Trung cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần Bì cũng không thuyết phục được sư phụ của hắn. Nhưng Trần Bì lại nói chỉ cần có thể lấy được thuốc, những gì sư phụ có thể làm hắn cũng có thể. Điền Trung lại không tin điều đó nên cố ý chọc giận Trần Bì. Quả nhiên Trần Bì nóng tính, trực tiếp ra tay với Điền Trung. Điều này làm cho Điền Trung càng thêm chắc chắn chỉ có nhị gia mới có thể giúp bọn họ. Tuy rằng Điền Trung rất nhanh đã bị Trần Bì áp chế nhưng cô ta lại nói trong tay mình có thuốc cứu sư nương hắn. Điều này cũng làm cho Trần Bì không còn cách nào khác mà dừng tay. Hiển nhiên Trần Bì ở trong mắt Điền Trung chính là một người lỗ mãng không thể làm việc lớn. Đến cuối cùng Điền Trung còn nói một câu muốn Trần Bì giúp cô ta thuyết phục sư phụ của mình thì sẽ đưa thuốc cho anh ta cứu sư nương. Bên trong mộ lúc này đám người Phật gia rốt cục đi tới chỗ sâu nhất. Nhìn vào những cái hố sâu được đào lên này có thể thấy nơi đây đều là chỗ chôn quan tài. Nhưng bên trong lại không có gì cả vì tất cả quan tài này đều đã được đặt trong phủ của Phật gia. Công cụ của họ cũng được để lại ở đây, điều này cho thấy đây là một nhóm người chuyên nghiệp. Thậm chí còn có mấy bộ xương người nằm ở bên cạnh. Đám người Phật gia vẫn lục lọi hiện trường và thấy những công cụ đào mộ này chắc hẳn là người của cửu môn từng tới đây. Ngay khi bọn họ rối rắm là môn nào tới thì giọng hát đó lại xuất hiện. Bát gia rốt cục nghe ra được đây là bài hát mà nhị gia đã hát. Khi quay người lại, bát gia mới phát hiện ra giọng hát đó vang lên từ bên trong của một hầm mộ. Phật gia lập tức muốn đi vào hầm mộ nhưng bát gia vội vàng ngăn cản. Bát gia lúc này thật sự rất sợ, trong miệng lại càng không ngừng trách Phật gia, nghĩ rằng Phật gia đã đưa anh ta đến gặp quỷ, bây giờ anh ta chỉ muốn trở về sớm. Lúc này Phật gia nhìn hướng âm thanh truyền đến, sau đó nói với trương phó quan bảo vệ bát gia chờ mình quay lại. Sau đó Phật gia trực tiếp đi xuống hầm mộ. Anh đẩy cửa ra, đập vào mắt là một ngôi mộ chính, nhưng quan tài đã biến mất, bởi vì quan tài chính hiện tại cũng đang đặt ở nhà Phật gia. Phật gia đi đến giữa ngôi mộ, phát hiện xung quanh và trên đỉnh ngôi mộ đầy mạng nhện. Bên trong những mạng nhện đó chính là tóc đen nhìn rất là rợn người. Bát gia ở bên ngoài chờ rốt cục nhịn không được liền cùng trương phó sứ đuổi theo vào trong. Tuy rằng bát gia là một kẻ nhát gan nhưng lúc này vẫn rất nghĩa khí. Chẳng qua nghĩa khí lần này của anh ta lại không được tốt lắm. Bát gia vừa mới xuống cũng nhìn ra đây là phòng mộ để lưu trữ quan tài chính trên tàu. Nhưng giọng hát đó không biết phát ra từ đâu. Xung quanh không có lỗ nào ngoại trừ các bức tường. Không nói đến người hát, ngay cả những con quỷ hát cũng không thể tìm thấy. Bát gia cẩn thận lắng nghe tìm kiếm âm thanh. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, anh ta dường như đã nghe thấy âm thanh đó đến từ phía sau bức tường. Lúc này Phật gia hét lên một tiếng khiến bát gia sợ không nhẹ. Nhưng nó cũng gây ra hậu họa không nhỏ. Chỉ thấy trên vách tường rất nhiều bướm đêm bay ra. Chúng nó trực tiếp bay về phía bát gia khiến anh ta bị dọa muốn tè ra quần. Thấy tình hình này, Phật gia lướt một cái trên thành mộ, bắn vào những con bướm với một khẩu súng trên tay. Khi Phật gia đến gần bát gia, đạn trong súng cũng đã hết, Phật gia chỉ có thể rút dao ra vung vẫy. Mỗi lần nâng lên hạ xuống một con bướm sẽ ra đi, nhưng vô số con bướm như con thiêu thân lao đến bọn họ, ngay cả trương phó quan cũng bị hắn cắn. Sau đó, Phật gia đốt một ngọn đuốc trên tường, đi tới bên cạnh bát gia dùng đuốc ngăn cản những con bướm thiêu thân này. Anh ra lệnh cho trương phó quan mau dẫn bát gia đi. Những gì Phật gia nói là mệnh lệnh nên trương phó quan cũng chỉ có thể mang bát gia ra ngoài. Trước khi đi còn đóng cửa lại, chỉ để lại một mình Phật gia đối phó vô số con bướm. Cuối cùng Phật gia trước khi cạn kiệt thể lực, tất cả những con bướm cũng đã bị đốt cháy. Lúc Phật gia đi ra ngoài đã có chút thần trí không rõ, anh dựa vào một tia ý chí cuối cùng của mình cố gắng đẩy cánh cửa đá nặng mấy ngàn cân ra. Sau đó từng bước bò ra ngoài. Cũng may bát gia cùng phó quan vẫn ở bên ngoài chờ đợi. Khi bọn họ nhìn thấy Phật gia liền biết tình hình không ổn, cho nên không nói hai lời trực tiếp đem Phật gia mang ra ngoài. Tuy nhiên, họ chỉ mới bò ra được không lâu lại thấy ông già chạy trốn đã chớp bên cạnh. Trương phó quan cảnh giác nhìn chung quanh, đúng lúc đó một đám người đột nhiên xuất hiện bao vây xung quanh họ. Bọn họ cầm súng bắn thẳng vào Phật gia, nghĩa trang trống trải, ngoại trừ cỏ dại là một đống bia mộ. Dường như cái chết sắp đến nhưng hào quang của nhân vật chính lại cứu họ một mạng. Chỉ thấy trương phó quan dùng một chiếc xe đẩy cũ đã có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của đám người kia. Sau đó liền thấy trương phó quan nhảy lên cao, từ phía sau giải quyết một tên. Đám người kia lại tập trung hỏa lực về phía của trương phó quan. Khi dừng lại chỉ nhìn thấy đồng đội đã sớm đi bán muối. Trương phó quan đột nhiên nhảy ra bắn vào họ. Mỗi phát súng đều không trượt phát nào, đạn cũng rất đầy đủ. Chỉ mất vài giây trương phó quan đã giải quyết gọn gẽ đám người. Nhưng có một nhóm người đang theo dõi họ trên sườn đồi phía xa. Và đám sát thủ này là do họ phái tới. Người này tên là Cầu Đức Hảo, là một học giả người Mỹ. Bề ngoài ông ta là chủ tịch của Hội trưởng Hội Liên hiệp Mỹ ở Trường Sa, cũng lấy thân phận là cố vấn làm thuê cho người Nhật. Trên thực tế là muốn cướp đi toàn bộ bảo vật phía dưới mỏ. Mặc dù tất cả các kẻ do hắn phái đến đã chết, nhưng Cầu Đức Hảo đột nhiên thay đổi ý định. Họ đều là những người có bản lĩnh, nếu giết thì thật đáng tiếc nên hắn muốn sử dụng họ. Nhị gia lúc này ở nhà đang cùng nha đầu nói chuyện, đột nhiên trương phó quan đi đến thông báo Phật gia xảy ra chuyện và nhờ anh ra tay giúp đỡ. Nhị gia đi vào phòng khách nhìn thấy Phật gia đang ngất xỉu ngồi đó liền hỏi bát gia vì sao không đưa đến y quán.
Bát Gia lại đem ngọc bài Phật gia mang ra cho Nhị gia xem. Xem xong ngọc bài, Nhị gia cũng đại khái đoán được một chút. Sau đó, ông cởi găng tay của Phật gia ra khiến Bát gia bị dọa đến mức miệng cũng không khép lại được bởi vì nó quá khủng khiếp. Nhị gia xem xong cũng trực tiếp chất vấn mấy người có phải đến khu mộ cổ ở hầm mỏ. Tuy rằng Nhị gia đang trách cứ bọn họ quá hấp tấp nhưng cũng đồng thời gọi người làm chuẩn bị dụng cụ cứu người. Nhị gia đầu tiên dùng rượu khử trùng tay Phật gia, sau đó dùng nhíp kéo đồ trên tay Phật gia ra. Chỉ nhìn thấy Phật gia vô cùng thống khổ, cảm giác như muốn lấy mạng của anh vật. Rốt cục cuối cùng Nhị gia cũng kéo ra được mấy sợi tóc cuối cùng, đặt nó trên lửa và đốt cháy nó. Tiếp theo Nhị gia dùng rượu hùng hoàng khử trùng cho tay Phật gia. Lần này cũng tiếp tục muốn lấy đi nửa cái mạng của Phật gia, so với dao kiếm nó còn lợi hại hơn. Cuối cùng Phật gia dưới sự cứu giúp của Nhị gia cũng đã nhặt về được một cái mạng nhỏ của mình. Sau đó Nhị gia nói với bọn họ về chuyện của mộ cổ ở hầm mỏ. Đó chính là ông của Nhị gia cũng tên là Nhị gia đời trước. Ông cũng đã đi vào mỏ với một vài người khác nhưng tất cả người đi vào đó đều chết thảm, kể cả Nhị gia kia. Mà nguyên nhân cái chết cũng giống như tình huống trên người Phật gia, toàn bộ cơ thể mọc đầy tóc. Cuối cùng lại bởi vì bị tóc xâm nhập vào tận bên trong đầu mà chết. Đây cũng là nguyên nhân Nhị gia không cho Phật gia xuống mỏ. Nhị gia vì để cho Phật gia hiểu rõ mọi chuyện hơn nên đã viết một lá thư nặc danh muốn đưa cho anh. Nhưng vì không muốn lộ thân phận nên đã thay đổi chữ viết tay của mình rồi đưa cho Trần Bì bí mật đưa đến phủ Phật gia. Trần Bì đã sao chép nội dung bức thư và đến trao đổi với Điền Trung. Nhưng cũng nhờ có vậy Trần Bì mới phát hiện ra Điền Trung kỳ thật chỉ là một thủ hạ mà thôi. Trần Bì đòi trực tiếp gặp mặt người đứng phía sau là Cầu Đức Hảo. Tiếp theo Trần Bì mang theo Cầu Đức Hảo đến khám bệnh cho sư nương. Cầu Đức Hảo giả vờ là bác sĩ. Sau khi biết về tình trạng của sư nương liền theo cách của y học phương Tây tiêm cho sư nương một liều thuốc. Nói ông ta là thần y cũng không có sai, bởi vì sư nương trong nháy mắt liền cảm giác mình tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô không biết đây thực sự là thuốc giảm đau trong y học phương Tây, căn bản không phải là thuốc. Hơn nữa nếu tiêm nhiều sẽ gây nghiện. Phật gia ở nhà xem xong bức thư nặc danh do Nhị gia viết liền có một sự hiểu biết nhất định về hầm mộ trong mỏ. Bát gia liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Nhị gia viết, ý là muốn cho Phật gia bỏ đi ý định đi vào hầm mỏ lần nữa. Nhưng Phật gia vẫn muốn tiến vào hầm mộ thêm một lần nữa. Chỉ là lần này bọn họ cần chuẩn bị đầy đủ hơn. Cho nên Phật gia yêu cầu Bát gia đi thôn nhỏ gần mỏ để tìm một ít tin tức. Bát gia liền một mình đi đến khu làng đó, đóng giả làm thầy bói để tìm hiểu từ người dân nơi đây. Anh vô tình nghe nói về một tên điên ở trong làng, nên lập tức đi tìm hắn ta ở miếu hoang ngoài làng tìm hiểu về tình hình ở hầm mỏ. Trở về anh liền đi tìm Phật gia, tình hình ở mỏ không phải là bình thường. Bên dưới mỏ khoáng sản khả năng có một cổ mộ lớn. Hơn nữa khi Bát gia quan sát trên núi khoáng sản phát hiện ra mộ này có một hình dạng con người kỳ lạ. Đó là ngôi mộ hình người, loại mộ này cũng giống như con người có thất kinh bát mạch giống con người. Nó phân thành mộ người sống và mộ người chết. Nếu đó là một ngôi mộ của người sống, cơ quan bên trong đó sắp xếp theo một trật tự nhất định nếu như họ tìm ra được quy luật để vào. Nhưng nếu đó là một ngôi mộ của người chết, cơ quan hầu hết không khởi động được, sắp xếp bên trong hoàn toàn không theo trật tự. Vì vậy rất khó đoán ở đâu có vấn đề. Bát gia lại nói cho Phật gia biết tin người Nhật cũng hỏi thăm tình hình xung quanh mỏ. Vì vậy Phật gia quyết định phải ra tay trước khi người Nhật đụng vào. Để xuống mỏ một lần nữa, Bát gia cho rằng nhất định phải lôi kéo Nhị gia cùng đi xuống họ mới nắm chắc được. Vì thế cùng Phật gia đến gặp Cửu gia cùng nhau thương lượng. Cửu gia không hổ là người thông minh nhất trong cửu môn, liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt vấn đề. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, trái tim Nhị gia nằm ở phu nhân, nên chỉ có phu nhân đứng ra nói thì mới có tác dụng. Chỉ là Nhị gia cùng phu nhân ở cùng một chỗ không tiện nói chuyện. Vì vậy họ chờ lúc Nhị gia đi gánh hát tìm đến nhà gặp phu nhân của Nhị gia, hy vọng cô có thể khuyên Nhị gia giúp bọn họ xuống mỏ. Nhưng cho dù là Phật gia nói thế nào cũng vẫn không thể lay động phu nhân, bởi vì cô ấy biết tổ tiên của Nhị gia cũng từng tiến vào khu mỏ trong núi nhưng cuối cùng không ai có thể sống sót trở về. Lúc này trong lòng phu nhân chỉ có Nhị gia, cô cũng biết mình không còn nhiều thời gian nên không muốn Nhị gia đi mạo hiểm. Dưới sự khuyên bảo không ngừng của Phật gia và Cửu gia, phu nhân kích động nên phát bệnh. Phật gia sợ hãi chỉ có thể gọi người, rất nhanh quản gia đến và tiêm cho phu nhân một mũi thuốc. Lập tức phu nhân khỏe hơn rất nhiều, nhưng Cửu gia lại từ lọ thuốc nhận ra lai lịch của loại thuốc này. Sau khi tìm hiểu thêm, Phật gia cùng Cửu gia liền trở về. Hiển nhiên bọn họ lần này lại trở về tay không. Cửu gia còn nói thêm, Nhị gia đối với phu nhân tình cảm quá sâu nặng, một khi phu nhân có mệnh hệ gì Nhị gia cũng sẽ không ngại ngần mà đi theo. Đây là một thế cục, phu nhân còn Nhị gia không rời núi, phu nhân không còn Nhị gia cũng không ra được núi. Tất cả là vì phu nhân bệnh nặng, nếu có thể chữa khỏi bệnh của phu nhân có lẽ là sẽ giải quyết được chuyện này. Và chai thuốc mà phu nhân tiêm hôm nay, Cửu gia vừa vặn biết đến. Anh ta nói đó không phải là thuốc chữa bệnh mà nó chỉ có tác dụng giảm đau. Bề ngoài thì ngăn chặn được cơn đau nhưng thực tế không có tác dụng với bệnh, hơn nữa thuốc này rất dễ gây nghiện. Một khi đã ỉ lại thuốc hậu quả vô cùng khó lường. Ở Trường Sa chỉ có người Nhật có loại thuốc này. Vì vậy, chắc chắn có những người Nhật đang làm điều kỳ lạ ở đây. Nhưng Cửu gia từng từ trong miệng Nhị gia tìm hiểu được để trị bệnh cho phu nhân còn thiếu một vị thuốc dẫn tên là cỏ lộc hòa. Bát gia cho rằng chỉ là một bộ thảo dược tầm thường có thể dễ dàng tìm thấy, nhưng lời giải thích của Cửu gia hoàn toàn khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Cỏ lộc hòa này cũng không phải là vật tầm thường. Thời Tống Nguyên gia, Thanh Châu Lưu Bính hạ một con nai rồi đắp cỏ vào ngũ tạng của nó, con nai lập tức đứng dậy. Bát gia nghe xong cảm thán nói, nếu thực sự có một loại thuốc quý như vậy chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh của phu nhân. Phật gia liền cử Cửu gia phái người đi tìm kiếm xem có được loại thuốc này không. Ngày hôm sau Cửu gia thật sự nghe được tin tức trong số đồ vật được bán đấu giá tại khách sạn ở Bắc Bình lần này vừa hay có lộc hòa.
Phật gia nghe xong tin tức liền cười không khép miệng lại được. Cửu gia lại nói cho Phật gia một tuần sau cuộc đấu giá sẽ bắt đầu, vì vậy họ cần phải lập kế hoạch cẩn thận tiếp theo. Phật gia ngay lập tức đi tìm nhị gia và nói cho anh biết tin tức về cỏ lộc hỏa. Hơn nữa còn đem chuyện thuốc của phu nhân dùng dễ gây nghiện nói cho nhị gia. Nhị gia nghe vậy lập tức cùng Phật gia cùng Bát gia và Cửu gia đi Bắc Bình. Bốn người cùng thảo luận làm thế nào để họ có thể vào khách sạn Tân Nguyệt và đấu giá được cỏ lộc hỏa. Khách sạn Tân Nguyệt là nhà đấu giá lớn nhất ở Bắc Bình, bối cảnh đằng sau của ông chủ cũng vô cùng lớn. Nếu người Nhật có gặp ông ta cũng phải nhường ba phần. Họ có một quy tắc, không phải người được mời thì sẽ không đủ điều kiện để đi vào khách sạn, nhất định phải có thiệp mời mới có thể đi vào tham gia đấu giá. Cửu gia cũng xem như là người thông minh nhất trong bốn người bọn họ. Vì vậy, anh đã đưa ra kế hoạch của mình. Họ muốn cướp thiệp mời từ tay một thương nhân giàu có ở Ngân Xuyên tên là Bành Tam Tiên. Theo kế hoạch đầu tiên, Bát gia giả làm thầy bói đi tìm vị trí toa của Bành Tam Tiên ngồi và báo cho nhị gia. Nhị gia đứng ở giữa hai toa xe lửa, trên tay lại không ngừng đánh nhịp. Nhị gia thực ra là đang đếm các đường hầm. Khi tàu đi vào đường hầm thứ 5 là thời gian để anh hành động. Trước đó Cửu gia đã nói cho nhị gia biết đường hầm thứ 5 là đường hầm dài nhất. Bành Tam Tiên trong phòng bên này đã sớm uống say nên hắn đang nhắm mắt ngủ. Lúc này một bóng đen đột nhiên nhảy vào thuận tay lấy được thiệp mời của Bành Tam Tiên. Nhưng mà không đợi nhị gia vui vẻ, anh liền phát hiện Bành Tam Tiên căn bản không có ngủ. Bất đắc dĩ nhị gia chỉ có thể lấy súng ra đặt cạnh Bành Tam Tiên. Sau khi đi qua đường hầm, thủ hạ của Bành Tam Tiên liền phát hiện ra hai người đang ngồi với nhau. Nhưng hai người ở trước mặt thủ hạ lại giả bộ nói chuyện như bằng hữu. Hơn nữa Bành Tam Tiên còn mời nhị gia uống rượu. Ngay khi nhị gia muốn rời đi lại bị Bành Tam Tiên giữ lại. Hiển nhiên hắn cũng không muốn để nhị gia dễ dàng thoát thân như vậy. Phật gia bên ngoài chờ không được liền đi tới lấy cớ nói phu nhân muốn nhị gia trở về. Nhưng Bành Tam Tiên chính là không muốn thả nhị gia đi. Khi nhìn thấy người của mình đến, anh ta liền ra hiệu bằng một ánh nhìn. Thủ hạ của hắn liền hiểu mọi chuyện, bắt đầu rút vũ khí. Rất nhanh đám người vật lộn với nhau ở trên tàu. Đám lâu la căn bản không phải là đối thủ của Phật gia. Trong không gian hẹp, thế võ của Bành Tam Tiên cũng không phát huy hết được năng lực của mình nên bị nhị gia đập cho tả tơi. Ngay khi xe lửa đi vào đường hầm một lần nữa, Phật gia và nhị gia đã thoát khỏi đám người của Bành Tam Tiên. Sau đó hai người nhìn nhau cười và nhảy thẳng vào đoàn tàu đi qua bên cạnh. Hai người bọn họ thân thủ bất phàm nên thoải mái nhảy qua, nhưng Bát gia thì không dễ như vậy. Anh ấy trèo lên nóc xe lửa và nhìn xuống đường ray chỉ thấy hồn bay phách tán. Nhưng có chớp cũng phải nhảy nên Bát gia vẫn phải liều mình bay qua xe lửa đối diện. Sau khi an toàn, họ cùng nhau đến phòng của phu nhân đang ngồi. Lúc này ở trường xa, sau khi Phật gia rời đi, Trương phó quan liền theo chỉ thị của Phật gia bắt Trần Bì với lý do là Trần Bì thông đồng với người Nhật và nghi ngờ anh ta buôn chất cấm. Để khiến Trần Bì khai ra người Nhật, Trương phó quan chỉ có thể tự mình động thủ nói chuyện bằng vũ lực với anh ta. Một người là đệ nhất cao thủ dưới tay Phật gia, một người là đệ nhất cao đồ của nhị gia. Hai người giao đấu mấy hiệp không phân thắng bại. Ngay khi hai người bất phân thắng bại, Trương phó quan liền nhắc đến sư nương khiến Trần Bì buông tay. Sau đó Trương phó quan nói với Trần Bì chuyện thuốc mà người Nhật đưa cho anh ta không có tác dụng với bệnh của sư nương hắn. Anh khuyên Trần Bì nên khai ra mọi chuyện nếu không sẽ hại đến sư nương. Hơn nữa hiện tại nhị gia cùng Phật gia đã đi lấy thuốc, nên hắn chỉ cần khai ra nơi ở của đám người Nhật đó và ở lại phòng giam chờ đám người Phật gia trở về. Biết được nơi ở của người đưa thuốc, phó quan liền mang theo người đi tới hội trưởng Hội Liên hiệp Mỹ ở Trường Sa. Nhưng vào thời điểm đó Mỹ và Trung Quốc là bạn bè cho nên Trương phó quan không thể trực tiếp đi vào bắt người. Vì vậy, Trương phó quan nghĩ ra một ý tưởng, anh ta nhảy qua tường vào bên trong, sau đó trực tiếp một ngọn lửa đem hội trưởng Hội Liên hiệp Mỹ ở Trường Sa đốt sạch, rồi tự mình an bài người ở bên ngoài thương hội chờ. Cứ như vậy anh mời Cầu Đức Hảo cùng Điền Trung trở về phủ Phật gia. Ở trong phủ Phật gia, Trương phó quan lại bày đồ ăn ngon hầu hạ hai người, cũng dùng lời nói cảnh cáo Cầu Đức Hảo đừng nghĩ đến việc làm bậy ở đây. Chờ cho đến khi họ ăn xong, Trương phó quan liền tiễn họ rời đi. Lúc này tại nhà ga xe lửa Bắc Bình có một người đang chờ Bành Tam Tiên, nhưng cô không biết rằng Bành Tam Tiên lúc đã đổi người. Khi xe lửa đến, Bành Tam Tiên giả mạo bước xuống. Cô gái đứng từ xa nhìn Phật gia nước bọt suýt nữa chảy ra ngoài. Ban đầu kế hoạch của tiểu thư là nhìn xem hình dáng Bành Tam Tiên trông như thế nào, nếu như quá xấu liền trực tiếp để cho thủ hạ động thủ, từ đó về sau không để cho hắn có thể bước vào khách sạn Tân Nguyệt một bước. Bởi vì cô gái này chính là đại tiểu thư của khách sạn Tân Nguyệt tên Doãn Tân Nguyệt, mà Bành Tam Tiên lại là vị hôn phu cô chưa từng thấy qua. Khi Tân Nguyệt nhìn thấy Phật gia thì trực tiếp rơi vào lưới tình. Bởi vì lúc này Phật gia đang giả mạo tên Bành Tam Tiên, cô cũng tưởng Phật gia chính là Bành Tam Tiên nên mới không hành động gì nữa. Cô cho rằng chưa biết về đối phương mà bắt cóc người ta là đúng không, vì vậy muốn đi nói chuyện với Bành Tam Tiên trước xem thế nào, rồi lúc đó thực hiện kế hoạch cũng chưa muộn. Cứ như vậy Doãn Tân Nguyệt trở thành tài xế đưa đón của Phật gia, còn tặng anh một bài hát hoan nghênh náo nhiệt. Trên đường đi, Tân Nguyệt hỏi đủ loại câu hỏi vì muốn tìm hiểu thêm về Phật gia một chút. Thế nhưng Phật gia thông minh không nói gì, chỉ tung cho cô mấy đồng bạc và nói cô yên lặng lái xe. Sau khi đưa Phật gia đến nhận phòng khách sạn, Tân Nguyệt liền đến sòng bạc của gia đình để chút giận. Cô tiện tay đặt cược bên nhỏ, mọi người xung quanh liền đặt cược theo cô. Chỉ thấy khi xúc sắc được mở ra quả nhiên là nhỏ. Mọi người đặt cược đã rất hạnh phúc vì trúng mối lớn, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn rất buồn bã, dường như thắng thua không liên quan gì đến cô ấy. Phật gia ở xa cũng nhìn thấy cô ta thắng tiền, rõ ràng là có chuyện bất thường. Sau đó Phật gia nhìn ra vấn đề, thì ra là nữ gia nô phía sau Tân Nguyệt mới là người có bản lĩnh thực sự. Cô ta dựa vào đôi tai của mình để nghe ra số điểm của xúc sắc, sau đó viết lên đằng sau lưng Tân Nguyệt. Tân Nguyệt theo đó để đặt cược mới có thể thắng nhiều như vậy.
Ngay khi Phật gia cùng Bát gia đang thảo luận chuyện này, một số gia nô mặc quần áo màu xanh đều nhìn về phía họ, giống như có thể nghe thấy hai người đang nói chuyện gì. Nếu như những gia nô này nhĩ lực lợi hại như vậy, nó sẽ mang lại một số rắc rối cho Phật gia. Phật gia đang xem vở kịch biểu diễn trên sân khấu liền nghĩ ra một cách. Đầu tiên anh để Bát gia đi khắp nơi kích thích mọi người phải điểm vở kịch Mục Kha Trại, làm cho mọi vị khách mời giàu có ở đây đều muốn nghe vở kịch Mục Kha Trại. Chủ tính này của Phật gia là vì điểm trống của Mục Kha Trại rất nhiều, anh không muốn để cho những gia nô nghe thấy động tĩnh của mình. Phật gia đến lúc đó liền theo điểm trống của Mục Kha Trại để đến phòng chứa đồ trộm thuốc. Quả nhiên khi đến mục chọn kịch, tất cả mọi người đều chọn Mục Kha Trại. Trong khi tất cả mọi người đang nghe một vở kịch, Tân Nguyệt lại lặng lẽ nhìn trộm Phật gia. Khóe miệng của cô cũng không tự giác nhếch lên. Nhưng mà ngay khi cô quay đầu, Phật gia đã rời khỏi chỗ ngồi của mình. Khi cô nhìn lại, Phật gia không còn ở đó nữa, vì vậy cô liền đuổi theo để tìm kiếm. Phật gia không một tiếng động đi tới lầu 2, nhưng khách sạn Tân Nguyệt lớn như vậy, tìm phòng chứa đồ cũng phải mất một thời gian. Trùng hợp hành động của Phật gia đều bị Doãn Tân Nguyệt trên lầu 3 vô tình nhìn thấy. Sau 5 giây suy nghĩ, cô tự tin cho rằng Phật gia nhất định là vì tới tìm mình. Vì thế cô liền trở về phòng của mình chọn đồ. Mà Phật gia chuẩn bị đi lên tầng 3 rồi dùng kỹ thuật thuần thục của mình mở cửa phòng chứa đồ. Bảo bối đầy phòng nhưng anh không hề đụng đến. Bên kia Tân Nguyệt chờ nửa ngày cũng không thấy Phật gia đến tìm. Vì thế cô định cho Phật gia một chút gợi ý liền mở nhạc ở phòng mình lên. Nhưng tiếng nhạc lại làm kinh động đám gia nô dưới lầu. Bọn chúng liền lập tức dẫn người lên xem xét. Lúc này Tân Nguyệt đi ra ngoài xem có thấy Phật gia đâu không, thì vô tình nhìn thấy căn phòng chứa đồ mở cửa. Cô liền đi đến đúng lúc gặp Phật gia đi ra. Anh nhanh chóng kéo cô vào phòng nói chuyện. Tân Nguyệt cũng không hề hoảng loạn mà đi ra nói với đám gia nô không được lên đây dù có nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Sau đó cô chất vấn Bành Gia Tiên giả mạo vì sao lại làm trò bỉ ổi như vậy. Phật gia hết cách liền nói rằng em dâu mình bị ốm nên phải đến đây để tìm thuốc, vì hết cách nên mới làm liều. Tân Nguyệt cũng không nói nhiều, theo quy định của khách sạn Tân Nguyệt có hai cách để đoạt được đồ. Một là lấy đồ rồi cầm nó xuống Hoàng Tuyền, hai là lấy đồ bằng phiên đấu giá ngày mai. Phật gia liền nói mình sẽ suy nghĩ kỹ rồi cáo từ rút lui. Tại phiên đấu giá ngày hôm sau, tổng cộng có 2 vòng đấu giá. Vòng đầu tiên là vòng đấu giá nhìn thấy đồ vật và giá khởi điểm đều là 50.000 đồng. Ở vòng này Phật gia ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Anh đang chờ vòng đấu giá thứ 2 mới ra tay. Nhưng có quá nhiều người có tiền trong buổi đấu giá này, đặc biệt là một vài người trên tầng 2. Một người là đời sau của Mãn Thanh Bối Lạc gia, bây giờ không có gì ngoài tiền. Một người là ông chủ thương hội Nhật Bản, càng không phải nói về tiền. Mấy vị lão đại này toàn bộ đều đang chờ ở vòng đấu giá thứ 2. Chẳng bao lâu cuộc đấu giá thứ 2 của ông bắt đầu. Người dẫn chương trình giới thiệu 3 tác phẩm của vòng 2. Theo thứ tự là Kỳ Lân Kiệt, Lộc Hoạt Thảo cùng Lam Xà Mật, ba vị dược liệu này đều là đồ vật vô cùng giá trị. Người dẫn chương trình nói thêm vòng đấu giá thứ 2 cũng liên quan đến việc liên hôn của người thừa kế khách sạn Tân Nguyệt Doãn Tân Nguyệt cùng Bành Tam Tiên đến từ Tây Bắc. Nếu Bành Tam Tiên có thể mua được một trong 3 vật phẩm này thì có thể xem là xin lễ đầu tiên cho mối liên hôn của hai người. Nghe đến đây Phật gia trong nháy mắt ngây ngốc cả người. Hóa ra Bành Tam Tiên này tới đây là để xem mắt. Tình báo của bọn họ lại không điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nhưng những gì người dẫn chương trình nói tiếp theo triệt để khiến Phật gia muốn giết người. Bởi vì vòng đấu giá này sẽ sử dụng hình thức đấu giá kín. Hình thức đấu giá này khiến Phật gia không biết hộp nào mới là hộp chứa cỏ lộc thảo anh cần. Giá khởi điểm của đồ vật thứ nhất là 200 đồng. Đầu tiên là Bối Lạc gia là người đầu tiên bấm chuông, tiếp theo là người Nhật, Phật gia ấn thứ 3. Chẳng mấy chốc chỉ nghe thấy tiếng chuông của Phật gia và người Nhật tranh giành nhau, không ai có ý từ bỏ. Cuối cùng người Nhật không thể chờ đợi liền thắp đèn trời. Tất cả mọi người đều choáng váng. Thắp đèn trời có nghĩa là bao trọn cuộc đấu giá này. Bất luận vòng này đấu giá thứ đồ gì, mức giá như thế nào đều do người đốt đèn đó chi trả. Hiển nhiên điều này ngoài dự liệu của Phật gia. Nhưng đốt đèn trời không nhất thiết chỉ được một người đốt. Hai người cạnh tranh, người ra giá cao sẽ có được. Phật gia quyết định một cái hộp cũng không để người Nhật mang đi, nên anh kêu Bát gia thắp đèn lên. Tân Nguyệt thấy Phật gia khí phách thắp đèn như vậy liền mỉm cười hạnh phúc. Cô còn tưởng Phật gia là vì mình mà thắp đèn trời. Đèn trời thắp lên, trận đấu giữa Phật gia và người Nhật chính thức bắt đầu. Cuối cùng, người Nhật đã bỏ cuộc sau khi nhìn thấy cử chỉ của Cố Đức Hảo đằng sau hậu trường. Phật gia nhân từ không nhường nhịn lấy được món đồ đầu tiên. Bát gia còn đang vui vẻ vì thắng người Nhật mà không biết rằng Phật gia đã đi hơn nửa gia sản. Sau đó màn đấu giá thứ hai bắt đầu, lại là Phật gia và người Nhật Bản đấu giá lẫn nhau. Sau khi mỗi người trong số họ nhấn chung một vài lần, người Nhật không thể không thắp đèn trời một lần nữa. Phật gia suy nghĩ nhiều lần sau cùng vẫn chọn thắp sáng. Hai lần đấu giá, hai lần đấu đèn, Phật gia bấm chuông giống như đang chơi với đồ chơi vậy, tay không ngừng ấn. Cuối cùng người Nhật lại thua trận. Vòng 2, vật phẩm thứ hai vẫn thuộc về Phật gia. Nhưng lúc này bên Phật gia đột nhiên xuất hiện tình huống mới. Hạn mức thanh toán của anh tại khách sạn đã hết, nếu anh không cấp thêm tiền thì sẽ không thể đấu được vật phẩm thứ ba. Đây là một rắc rối lớn. Bất đắc dĩ Phật gia chỉ có thể để Bát gia gọi điện thoại cho Cửu gia nghĩ biện pháp và yêu cầu dừng đấu giá trong nửa giờ. Trong lúc đó người Nhật nhịn không được tìm Phật gia nói lý. Cuối cùng, Phật gia nói với người Nhật, đừng tưởng họ đang ở đất chung, ăn đồ chung, hiểu được vài câu nói chung mà có thể chinh phục được mọi người chung. Những lời này của Phật gia đã giành được tràng pháo tay của tất cả mọi người ở đây, đồng thời còn hấp dẫn sự chú ý của Bối Lạc gia bên cạnh. Sau đó Bối Lạc gia liền bảo thủ hạ đưa tới một dương tiền cho Phật gia, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò không cần trả lại. Ánh mắt Bát gia nhìn dương tiền cũng sắp rớt xuống đất. Phật gia lúc này chính là lúc thiếu tiền, vì vậy không khách khí lấy tiền và ném trực tiếp cho các nhân viên phục vụ phía dưới.
sức mạnh trong nháy tăng vọt. Cuộc đấu giá chưa bắt đầu, Phật gia đã yêu cầu thắp đèn. Đồng thời bên phía Nhật Bản nhận được một bức điện mật, hóa ra nguồn cung cấp tiền của ông ta đã bị cắt đứt. Điều đó chứng tỏ bức điện mật mà Cửu gia gửi đi có hiệu quả. Phật gia trực tiếp ấn chuông 3 lần, đem vật phẩm thứ 3 lấy về tay. Tân Nguyệt ở trên lầu 3 lại cười rạng rỡ. Dưới lầu tất cả mọi người đi ra chúc mừng Phật gia. Nhưng mà ngay khi Phật gia muốn lấy đồ của mình thì Bành Tam Tiên thật sự xuất hiện. Một khi chuyện Phật gia giả mạo Bành Tam Tiên bại lộ vậy thì cuộc đấu giá này sẽ bị hủy bỏ. Lúc đó ba đồ vật mà anh vất vả đấu giá đều bị thu hồi, mà tiền thì một xu cũng không trả lại. Thậm chí ngay cả bản thân cũng không nhất định có thể toàn mạng trở ra. Phật gia gấp gáp giống như kiến trên chảo nóng, chỉ có thể kiên trì lấy giả làm thật. Sau một hồi đối chất quả thật, chiêu lấy giả làm thật của Phật gia cũng hù dọa được tên Bành Tam Tiên không ít. Bởi vì có rất nhiều người ở buổi đấu giá nhưng không ai thật sự biết Bành Tam Tiên, mà Bành Tam Tiên thật sự lại là người thô thiển, miệng lưỡi kém hơn Phật gia rất nhiều. Vì thế hắn nghĩ đến phương pháp tỉ thí roi, bởi vì Bành Tam Tiên nổi tiếng với roi ra. Quả thật Phật gia cũng bị đặt trên lửa, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Bát gia nhanh trí nghĩ ra một biện pháp. Anh nói rằng xung quanh có rất nhiều người, nếu động thủ rất dễ khiến mọi người bị thương, mà người giỏi chơi rồi thì thính giác cũng không tầm thường. Vì vậy hai bên cùng bịt mắt lại để tỉ thí. Ai đánh đối phương bị thương thì được tính là người thắng cuộc. Doãn Tân Nguyệt bên cạnh cũng lập tức đồng ý cách làm như vậy, điều này cũng buộc Bành Tam Tiên chỉ có thể đồng ý. Thực ra hắn ta cũng tin tưởng vào thính giác và roi của mình. Bên này Bành Tam Tiên đeo giải bịt mắt đen, còn Bát gia lại vụng trộm động tay động chân với giải bịt mắt của Phật gia. Anh chọc vào một cái lỗ nhỏ trên đó, cho nên lúc Phật gia đeo lên có thể thông qua đó nhìn rõ đối phương. Bát gia ở bên cạnh còn lớn tiếng nói chuyện với Doãn Tân Nguyệt để quấy nhiễu Bành Tam Tiên. Doãn Tân Nguyệt cũng lập tức đáp ứng lớn tiếng nói chuyện lại với anh. Điều này làm cho thính giác của Bành Tam Tiên bị ảnh hưởng không nhỏ. Đúng lúc này Phật gia đột nhiên tấn công, trực tiếp một roi quất Bành Tam Tiên ngã xuống đất. Doãn Tân Nguyệt và Bát gia bên cạnh thấy thế cũng hưng phấn không thôi. Bành Tam Tiên cũng phát hiện mình bị đùa giỡn, vì thế trực tiếp động thủ về phía Phật gia. Roi của hắn quả thật được hắn sử dụng vô cùng lợi hại. Phật gia cũng thật khổ sở mới có thể né tránh được nó. Doãn Tân Nguyệt nhìn một màn này thì vô cùng phấn khích. Dù Phật gia không ra tay nghênh chiến mà chỉ phòng thủ, nhưng phong thái vẫn vô cùng tao nhã. Bành Tam Tiên một roi khiến cho đèn chùm ở đại sảnh rơi xuống, thiếu chút nữa rơi vào người của Phật gia, cũng may anh kịp thời né được. Doãn Tân Nguyệt không nhìn được nữa, cô đứng dậy trực tiếp công bố với mọi người Phật gia chính là vị hôn phu thực sự của mình, còn Bành Tam Tiên kia là giả mạo. Náo động kết thúc, Doãn Tân Nguyệt liền dùng xe ngựa đưa Phật gia đến ga xe lửa. Bởi vì chuyện anh giả Bành Tam Tiên sớm muộn gì cũng bại lộ. Nhưng ngay khi họ lên xe lửa, Bối Lạc gia cho Phật gia vay tiền liền đuổi theo. Ông muốn tìm Phật gia chỉ đơn giản là ngưỡng mộ phong thái của anh nên muốn kết giao làm bằng hữu. Còn nói nếu sau này đến Đông Bắc thì nhất định phải tìm anh ấy uống rượu. Nhưng Phật gia ngay cả tên cũng không nói cho người ta, chỉ cầm một miếng ngọc bội của Bối Lạc gia làm tín vật. Vừa mới tiễn Bối Lạc gia đi, Phật gia tiếp tục chia tay Doãn Tân Nguyệt. Tuy nhiên, Doãn Tân Nguyệt rất quan tâm đến Phật gia, vì vậy cô ấy liền muốn đi theo anh với lý do là bảo vệ Phật gia an toàn rời khỏi Bắc Bình. Phật gia không thể chối từ, chỉ có thể mang theo Doãn Tân Nguyệt cùng nhau lên tàu trở về Trường Sa. Ở phía bên kia, Bành Tam Tiên ra khỏi khách sạn đã gặp người Nhật. Bọn họ cùng kẻ thù là Phật gia nên quyết định liên thủ cùng nhau tìm Phật gia tính sổ. Phật gia đánh trước cũng không nghĩ tới chỉ mua 3 loại dược liệu lại có thêm một người vợ xinh đẹp. Anh thấy Doãn Tân Nguyệt đối với mình si tình như thế cũng đem vòng tay của mình đưa cho cô. Bát gia nhìn thấy vòng tay của Phật gia trên tay Doãn Tân Nguyệt ngay lập tức nói ý nghĩa vòng tay này cho Doãn Tân Nguyệt. Đây là vòng gia truyền của Phật gia, anh ấy luôn mang theo bên mình. Phật gia đem vật quý giá như vậy tặng cho cô, điều đó chứng tỏ công nhận cô là người của mình. Doãn Tân Nguyệt nghe như vậy thì vô cùng vui vẻ. Nhưng cô cũng sẽ không ngờ chiếc vòng tay này sẽ cứu cô một lần. Thì ra Bành Tam Tiên sau khi cấu kết với người Nhật liền đuổi theo xe lửa. Họ nhảy từ trên nóc tàu vào trong xe. Vừa vặn lúc này Doãn Tân Nguyệt từ phòng vệ sinh đi ra liền đụng phải Bành Tam Tiên. Lúc đầu Doãn Tân Nguyệt còn muốn phản kháng một chút, nhưng rõ ràng là kháng cự là vô ích. Bành Tam Tiên gắt gao nắm lấy tay Doãn Tân Nguyệt. Trong lúc hai người giằng co, chiếc vòng trên tay cô phát ra âm thanh đặc biệt của nó. Vừa vặn Phật gia đang tìm Doãn Tân Nguyệt nghe được. Ngay khi Doãn Tân Nguyệt bị Bành Tam Tiên cưỡng ép mang đi, Phật gia chạy tới yêu cầu hắn ta thả Doãn Tân Nguyệt ra. Nhưng trước mắt Phật gia có quá nhiều người, căn bản không qua được. Bành Tam Tiên trực tiếp mang theo Doãn Tân Nguyệt đến một toa xe không có người. Hắn dự định ở đây động phòng cùng Doãn Tân Nguyệt. Bên ngoài Phật gia nghe tiếng Doãn Tân Nguyệt la hét sốt ruột cầm bình rượu khai chiến. Từng chai lọ được đập vào những tên đàn em của Bành Tam Tiên. Cho đến khi tất cả các chai đã dùng hết, anh mới phát hiện ra trước mắt còn có hơn 10 người đang đứng. Chỉ thấy Phật gia trở tay cướp một con dao rồi một đường xông lên, 10 người bị anh đẩy vào trong góc. Mà quần áo của Doãn Tân Nguyệt bên kia đều bị xé rách, tiếng la hét của cô khiến Phật gia hoàn toàn phẫn nộ. Phật gia dùng một chiêu xoay vòng, tất cả đám người đều ngã xuống đất. Bên này Bành Tam Tiên lại xé rách một miếng vải. Nhưng lúc này phi đao của Phật gia lao tới rượt qua tay của Bành Tam Tiên khiến hắn tránh sang một bên. Phật gia trước tiên tiến vào quan tâm Doãn Tân Nguyệt. Bành Tam Tiên lại đột nhiên đứng dậy quất roi về phía anh. Sau một lần né tránh, Phật gia liền bắt được roi của Bành Tam Tiên. Dù sao ăn trộm thiệp mời của hắn cũng là sai, về tình về lý nên để lại cho hắn ta một con đường sống. Nhưng nếu hắn không nhận, anh cũng chỉ còn cách cuối cùng. Sau đó Phật gia dùng sức kéo sợi roi khiến Bành Tam Tiên liền bay tới. Đồng thời Phật gia thuận thế một chưởng khiến hộp sọ Bành Tam Tiên nứt vỡ. Khi anh ta bay ra vừa vặn đụng vào phi đao vừa rồi, cứ như vậy Bành Tam Tiên chết tại chỗ.
Đến lúc này chuyến đi Bắc Bình của Phật gia cũng hoàn toàn chấm dứt. Nhị gia lấy ra thuốc dùng cả gia tài và tính mạng mới đổi được để cho phu nhân ăn ngay trước mặt. Nhìn vào khuôn mặt của họ tràn ngập hạnh phúc, dường như bệnh của phu nhân thật sự sắp khỏi. Nhưng sự xuất hiện của cửu gia hoàn toàn phá vỡ giấc mơ đẹp của bọn họ. Thật ra cửu gia chỉ muốn xem thuốc có hiệu quả hay không. Sau khi anh ấy bắt mạch của phu nhân liền phát hiện ra vấn đề. Phu nhân lại còn ho ra máu chứng tỏ cỏ lộc hòa thực sự không có tác dụng. Ngược lại nó lại đẩy nhanh tiến độ bệnh tình của phu nhân. Điều này chứng tỏ phu nhân đã bị bệnh nặng không có thuốc chữa. Cửu gia lúc này càng thêm lo lắng chính là nhị gia. Cửu gia nói với phu nhân nếu cô ấy chết nhất định nhị gia cũng sẽ đi theo. Cho nên bọn họ phải nghĩ biện pháp để nhị gia tiếp tục sống. Vì thế cửu gia cho phu nhân một cách chính là để cho cô đem thuốc trả lại cho Phật gia bảo quản. Để nhị gia đến chỗ Phật gia xin thuốc thì nhất định không được đưa cho anh ấy. Như vậy nhị gia sẽ sinh hận với Phật gia mà có ý chí sống sót. Cho nên phu nhân quỳ gối cầu xin Phật gia nhất định phải cứu nhị gia. Hôm nay phu nhân đột nhiên ho ra máu, điều này làm nhị gia sợ hãi vội vàng gọi đại phu. Sau khi biết được thuốc đã bị phu nhân trả lại cho Phật gia, liền mang theo nha đầu đội mưa đến cầu thuốc. Phật gia cũng đã sớm biết nhị gia đến liền sai người khóa cửa lại. Bên ngoài nhị gia đau lòng kêu lớn, làm cho Phật gia trong phòng cũng thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng anh vẫn tự mình đi đối mặt với nhị gia nhất quyết từ chối đưa thuốc. Lúc này nhị gia chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo vợ về nhà. Phu nhân buổi tối còn muốn giặt quần áo cho nhị gia lần cuối, nhưng thể lực của cô lúc này đã không chống đỡ được, gục ngã vào trong ngực nhị gia. Cô nói cho nhị gia biết mình muốn ăn mì. Vì thế nhị gia mang theo phu nhân đi ra ngoài tìm quán mì. Tuy nhiên đêm đã khuya không ai còn mở cửa. Những chủ cửa hàng mì không thể tưởng tượng lần này họ không mở cửa cũng sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn sau này. Nhị gia mang theo vợ về nhà ngồi trong sân ngắm trăng. Mặc dù ánh trăng vô cùng đẹp chiếu lên họ, nhưng thời gian của phu nhân lại vĩnh viễn dừng lại giờ phút này. Cô cứ như vậy dựa vào bả vai nhị gia hoàn toàn rời khỏi thế giới trong sự luyến tiếc và hạnh phúc. Sáng hôm sau nhị gia liền mang theo sát ý đi tới nhà tìm Phật gia. Anh muốn Phật gia phải đền mạng cho phu nhân của mình. May mắn Doãn Tân Nguyệt xuất hiện kịp thời giải vây cho anh. Phật gia nói với nhị gia chờ phu nhân an táng xong anh sẽ chờ anh ấy ở đây. Nếu nhị gia đi xuống khi hầm mỏ với anh và tìm ra âm mưu của người Nhật cứu người dân Trường Sa, cái mạng Trương Khải Sơn sẽ để nhị gia lấy bất cứ lúc nào. Nhị gia liền quay về lo mai táng cho vợ nhưng cũng không quên mối hận với Phật gia. Xem ra lửa giận của nhị gia không có cách nào tiêu trừ, mà Phật gia cũng bị một đao này khiến bị nội thương. Nhị gia ngồi bên cạnh quan tài của vợ, đọc di thư của vợ để lại cho anh. Bên trong cô giải thích mọi chuyện cho nhị gia biết, cuối cùng yêu cầu nhị gia nhất định phải sống sót. Hài cốt phu nhân chưa lạnh, quan tài vẫn còn ở trong sân không được chôn cất nhưng nhị gia lại đi tửu lầu uống rượu. Bát gia bất bình liền đến tửu lâu nói lý với nhị gia, nhưng anh chưa nói xong đã bị nhị gia sai người rót rượu cho bát gia. Thấy vậy, tiểu nhị trong cửa hàng cũng không đành lòng hỏi có phải bị ma nhập hay không. Bát gia lại nói nhị gia không phải là ma nhập, chẳng qua chỉ là muốn hành xác mà thôi. Trần Bì từ lần trước bị Trương phụ tá bắt đi đã lâu không trở lại. Khi hắn trở về nhà lại phát hiện sư nương của mình đã qua đời. Hắn ta không thể tin được mình chỉ đi mua một cái bánh khi trở về lại không bao giờ gặp được sư nương. Sư nương đối với hắn như mẹ ruột, cú sốc này quá lớn đối với hắn ta. Hôm nay Trần Bì hành xác đi tới cửa một quán mì. Nhưng khi anh ta nghe thấy chủ cửa hàng trò chuyện với bồi bàn thì không thể bình tĩnh. Thì ra sư nương trước khi chết muốn ăn một bát mì nhưng những quán mì này lại không mở cửa. Giờ phút này Trần Bì ở trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định. Vào ban đêm hắn ta bước vào cửa hàng gọi một bát mì rồi trách cứ ông ta không chịu mở cửa. Không để ông chủ kịp giải thích, Trần Bì liền cho hắn ta đi theo sư nương. Sau đó, hắn đi đến quán mì tiếp theo. Ngày hôm sau Phật gia ở nhà liền nhận được báo án. Trương phó quan nói rằng tất cả các chủ quán mì trên đường đều đã chết. Sau khi phân tích, Trần Bì bị nghi ngờ nhiều nhất. Vì thế Phật gia ra lệnh cho Trương phó quan đi bắt Trần Bì. Nhưng thật vất vả mới bắt được hắn thì đột nhiên một tiếng súng vang lên. Trương phó quan quay đầu lại, Trần Bì liền nhân cơ hội đánh rơi súng trong tay Trương phó quan nhanh chóng trốn thoát. Thì ra là đối tác của Phật gia Lục Kiến Huân đến quấy rối. Người này chỉ muốn phá hoại chuyện của Phật gia nên luôn đối đầu với Phật gia. Nhưng lúc này Phật gia lại căn bản không có quan tâm đến hắn, bởi vì phu nhân nhị gia hạ huyệt, Phật gia mang theo Doãn Tân Nguyệt đến tiễn đưa. Nhìn nhị gia mặc bộ áo đỏ đi ở phía trước, đồng thời trên mặt còn mang theo nụ cười tươi, có vẻ như anh ta không buồn chút nào, bởi vì nhị gia sớm đã tâm như cho tàn. Anh nghĩ thầm nói phu nhân đợi mình, nhất định anh sẽ đi theo cô. Không ngờ khi đưa quan tài vào trong an táng một tai nạn đã xảy ra. Nhị gia muốn ở lại bên phu nhân một mình nên để mọi người rời đi trước. Anh vừa lau quan tài vừa nói chuyện với vợ, đột nhiên mặt đất sụp xuống. Nhị gia cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng khi anh chạm vào đất bên cạnh anh xác nhận rằng đây là một đạo động xây ngược lại, vì thế anh liền chui xuống. Khi anh thắp nến và bước vào phát hiện bên trong có nhiều thi thể nằm. Từ ngọc bài bên cạnh thi thể, nhị gia xác nhận đây đều là tổ tiên nhà mình. Sau đó nhị gia tế bái thi thể một chút. Khi anh đến bàn liền tìm thấy trên các bức tường được dán đầy các mảnh giấy và thông tin. Từ thông tin trong giấy anh biết được đây là ghi chép của ông anh lưu lại sau khi xuống mỏ. Bởi vì lúc trước ông được người Nhật mời xuống mỏ. Cuối cùng, để không cho phép người Nhật lấy đi kho báu trong mỏ, ông liền bày ra mê trận trùng trùng điệp điệp trong mỏ. Hơn nữa chỉ có người của tộc bọn họ mới có thể phá bỏ. Lúc này nhị gia cũng ý thức được nếu Phật gia xuống mỏ khẳng định không vào được. Nếu anh ta không giúp đỡ, rất có thể Phật gia sẽ chết bên trong. Bây giờ họ được trang bị vũ khí, nhân sự cũng được trang bị đầy đủ, chỉ thiếu một nhị gia đồng hành cùng. Vừa lúc người hầu đến thông báo nhị gia đang chờ ở thư phòng.
Nhi Gia mang ghi chép của tổ tiên cho đám người Phật gia xem. Từ thông tin đó, bọn họ có thể biết ngôi mộ ở mỏ là một ngôi mộ hình người, hơn nữa còn là mộ người chết. Nếu là mộ người sống thì có thể dựa theo kỳ kinh bát mạch có quy luật thăm mộ mà không gặp nguy hiểm, nhưng mộ người chết thì khác, kỳ kinh bát mạch đã đứt không có quy tắc để làm theo. Nếu đi sai một bước, nó có thể kích hoạt tất cả các cơ quan khác vô cùng nguy hiểm. Mà ông nội của Nhị Gia còn vì ngăn cản người Nhật đoạt được bảo vật nên đã bố trí rất nhiều cơ quan bẫy trong mộ, cũng chính là không muốn để cho người dễ dàng ra vào đại mộ. Bát Gia nghe Nhị Gia kể lại khuôn mặt liền biến xanh. Nhị Gia còn nói kỳ thật tư liệu trong tay người Nhật có thể còn nhiều hơn. Vì vậy, họ sẽ đi đến mộ trước thời hạn, tìm thấy bảo vật bên trong và bảo vệ nó thật tốt để người Nhật không thể ăn cắp nó. Ngay sau đó, đám người Phật Gia mang theo một đám người đi tới dưới chân mỏ. Bát Gia lần này dựa vào bản lĩnh phân kim đoạn huyệt của mình phát hiện ra một lối vào mới. Sau đó một nhóm người cứ như vậy chui vào. Sau khi vào bên trong, họ nhìn thấy những tảng đá sắc nhọn ở khắp mọi nơi nhưng không tìm thấy gì cả. Ngay cả một con đường cũng không có. Nhị Gia dựa vào ngọn đuốc vẫn cháy liền kiên định cho rằng nơi này nhất định còn có lối vào. Quả nhiên khi mọi người cùng nhau tìm kiếm, không lâu sau Trương Phó Quan nhìn thấy một lỗ hổng. Phật Gia bảo hai người đi xuống dò đường trước. Hai tiên phong thám thính vừa xuống đã xảy ra tai nạn. Chỉ thấy người này bị dọa đến mức ngã xuống tại chỗ, đồng thời còn kích hoạt cơ quan bên trong. Phật Gia phía trên nghe được động tĩnh lập tức tự mình đi xuống xem xét. Nhị Gia cũng theo sát phía sau. Cứ như vậy tất cả mọi người từng người một đi xuống. Mà phía dưới hai người sớm đã đi gặp Diêm Vương. Nhị Gia từ mũi tên trên người thi thể nhìn được ra đây là cơ quan mà ông của anh đã lắp. Lúc này Phật Gia vội hét mọi người đứng yên không được cử động. Anh phát hiện ra nơi đây có rất nhiều sợi dây nhỏ trước mặt, chỉ cần chạm vào sẽ kích hoạt các cơ quan tiếp theo. Vì thế Phật Gia để cho mọi người đi theo bước chân của mình. Sau đó họ đến nơi thứ hai. Nơi này nguy hiểm hơn trước bởi vì trước mắt đầy mạng nhện. Trong khi đó mạng nhện cũng được bao phủ bởi những con sâu bướm độc hại. Một khi họ làm dung chuyển mạng nhện, bột độc trên cánh bướm đêm sẽ dính vào họ. Cũng may Phật Gia chuẩn bị đầy đủ, anh ta yêu cầu tất cả mọi người mang theo đồ bảo hộ. Sau đó tất cả mọi người đi theo bước chân Nhị Gia. Vốn dĩ đang rất thuận lợi nhưng khi đi được một nửa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bát Gia bởi vì dưới chân dẫm lên một tảng đá, không cẩn thận đã không đứng vững, thân thể nghiêng người liền bị tường hút vào. Trương Phó Quan lấy con dao ra đào về phía vách tường vài cái nhưng không có tác dụng gì. Có mấy người nhát gan đã bị dọa sợ liền chạy loạn, lại có người bị tường hút vào. Hành động này cũng kích động bướm đêm. Dưới sự kiểm soát của bướm đêm, mạng nhện giống như có ý thức trực tiếp trói mấy người lại. Đám người Phật Gia thân thủ phi phàm có thể tự mình né tránh, nhưng sau đó Phật Gia cũng bị mạng nhện trói chặt. Lúc này Nhị Gia đột nhiên nghĩ đến muối có thể làm cho mạng nhện tan chảy. Vì vậy, anh lấy muối ra khỏi túi của mình và ném nó vào lưới nhện. Quả nhiên gặp muối, mạng nhện liền bị tan chảy. Cứ như vậy Nhị Gia cứu được mọi người. Sau đó, họ đến một nơi kỳ lạ. Nhị Gia vừa đi một bước đã bị Phật Gia ngăn cản. Bởi vì lúc Phật Gia tiến vào liền phát hiện có gì đó không đúng cho nên liền nổ súng thử một chút. Quả nhiên đã bắn nát một tấm gương. Sau khi gương bị vỡ, những ảo ảnh của ngôi đền trước mặt họ biến mất, những ngọn núi và vực thẳm lộ ra. Cũng có thể thấy trước mắt là một con đường chết. Họ quyết định quay lại chỗ Bát Gia mất tích để tìm anh ta. Khi Phật Gia đưa tay chạm vào bức tường thì phát hiện ra đằng sau bức tường là rỗng. Nhị Gia trực tiếp phá tường đi vào, mọi người cũng cùng nhau đuổi theo phía sau. Ngay khi Nhị Gia nhảy xuống liền dẫm lên Bát Gia đang hôn mê trên mặt đất. Phật Gia sau đó cũng nhảy xuống đè lên người Bát Gia khiến anh ấy trực tiếp tỉnh lại. Tốt xấu gì lão Bát cũng thành công bị tìm được lối vào mới, vì vậy họ tiếp tục đi xuống. Mọi người đi đến một nơi huyền diệu, đó là một bậc thang xoắn ốc, ở giữa là một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Chỉ cần một chút không chú ý sẽ dễ dàng rơi xuống. Họ cần phải đi dọc theo các bậc thang xoắn ốc này đi xuống. Sau khi mọi người đi bộ cả ngày phát hiện bậc thang vẫn không nhìn thấy đáy. Dường như các bậc thang trước mắt là vô tận. Nhưng tại thời điểm này họ ngoại trừ tiếp tục đi xuống không có cách nào khác. Sau một thời gian dài đi xuống họ bắt đầu mệt mỏi, thậm chí có người đã miệng khô lưỡi khô. Theo lý càng đi xuống đất phải càng ẩm ướt nhưng ở đây lại hoàn toàn ngược lại. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi mọi người chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Thêm vài giờ nữa đám người Phật Gia đi tới một chỗ đứt gãy bậc thang. Tựa hồ đoạn nấc thang này bị người ta làm nổ tung. Bát Gia thấy trước mắt không có đường lập tức đề nghị trở về, nhưng Phật Gia cũng không muốn cứ như vậy đi ra. Vì thế tung người trực tiếp nhảy qua, thấy có vẻ an toàn anh liền yêu cầu tất cả mọi người nhảy qua. Sau đó, họ đến một nơi có dấu vết đào bới nhưng nơi này dường như vẫn không có đường đi nào khác. Ngay khi đang ngồi nghỉ ăn uống, Bát Gia liền nhìn thấy một bia mộ có khắc chữ, nhưng chữ viết ở đây lại mơ hồ không rõ. Nhị Gia suy đoán rằng tấm bia mộ này không nên xuất hiện ở chỗ này, vì thế Phật Gia lập tức sai người rời bia mộ đi. Hóa ra đằng sau bia mộ là một cái lỗ. Vì lý do an toàn, Phật Gia cùng Nhị Gia mang theo Bát Gia cùng nhau vào bên trong. Rất nhanh họ đến một nơi rất giống phòng thí nghiệm. Phật Gia cũng tìm thấy máy phát điện và thắp sáng toàn bộ hang động lên. Lá cờ treo trên tường có thể được xác nhận đây chính là nơi người Nhật làm thí nghiệm. Họ cũng tìm thấy bản đồ của toàn bộ mỏ từ bên trong. Có thể tưởng tượng được lúc trước người Nhật phải nghiên cứu khu mộ dưới mỏ này rất kỹ mới có thể vẽ được bản đồ chi tiết như thế này. Phật Gia sai người mang theo tất cả tư liệu có thể thu thập được tiếp tục đi xuống. Lần này họ có bản đồ, dường như việc tìm đường thuận tiện hơn nhiều. Đi theo con đường họ đi sâu nhất dưới lòng đất, có dung nham ở khắp mọi nơi. Điều này cũng có thể giải thích tại sao bạn càng đi xuống đất càng khô. Nhưng nơi kỳ lạ này có rất nhiều các cây kỳ lạ, dễ mọc rất dài. Đồng thời trên mặt đất còn có vi khuẩn ăn thịt người mọc giống như tóc. Nó có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con người, từ đó chủ động tấn công.
nhưng miễn là Khâu chạm vào sẽ không có vấn đề gì. Một người lính đi phía sau vì run sợ mà đụng phải đám đen đen như tóc kia. Trong nháy mắt hắn đã bị quấn lấy chân. Phật gia thấy thế liền ném một cái đèn dầu trực qua đó. Mặc dù những người lính đã được cứu, nhưng nó gây ra mối nguy hiểm lớn hơn. Trong nháy mắt lửa bùng phát dữ dội và lấp đầy toàn bộ đường hầm mỏ. Con đường được dựng lên bởi cây kỳ lạ đó cũng sắp sụp đổ. Nhị gia đi ở phía sau một trường đẩy hai binh sĩ ra ngoài nhưng anh thì không kịp thoát thân. Thấy nhị gia sắp rơi xuống, Phật gia kịp thời nhảy qua bắt nhị gia. Những người khác bắt được Phật gia một lần nữa. Cứ như vậy họ cùng nhau kéo được nhị gia và Phật gia lên. Mà lần này cũng coi như vượt qua một kiếp nạn, nhưng con đường tiếp theo vẫn còn dài, có nhiều mối nguy hiểm hơn đang chờ đợi họ ở phía sau. Sau khi đi tiếp vào trong sâu, đám người Phật gia liền nghe thấy tiếng động lạ. Phật gia yêu cầu mọi người để đèn xuống và trèo lên đỉnh hang động. Chỉ có lão Bát ở phía dưới nhìn lên bởi vì anh ta không có khả năng trèo lên. Bất đắc dĩ Phật gia cùng nhị gia mỗi người một tay kéo anh lên. Đúng lúc đó đèn dầu phía dưới đột nhiên tắt từng cái một, một bóng người chậm rãi đi tới. Khi tất cả các đèn dầu đều tắt, Phật gia liền bật đèn pin lên. Sau khi cùng nhị gia liếc nhau một cái liền đem đèn soi về phía tay trái mình. Phật gia phòng trừng thật sự bị hoảng sợ, thế nhưng sau khi xuống anh không chút do dự lao vào cái kia. Cũng may nhị gia kịp thời phát hiện có điều không đúng nên vội vàng kéo Phật gia lại. Sau khi nâng người này dậy, mới thấy đây rõ ràng là một con người. Phật gia liền xin lỗi lão già này, nhưng ông ta căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này nhị gia phát hiện người giống quái vật này đã bị mù, tai cũng có thể bị điếc. Tóc tai ông ta bù xù không khác gì một con quái vật. Nhị gia nhặt chuông lão già làm rơi rồi lắc một chút. Đột nhiên ông già chạy ra ngoài như điên. Nhị gia căn cứ vào chiếc chuông suy đoán lão già là người đã làm công ở trong hầm mỏ này. Đôi mắt của bị mù cũng vì người khác làm, cũng rất có thể là người duy nhất còn sống sót trong mỏ. Sau đó mọi người theo đường ông già chạy trốn và tìm thấy ông ta. Lúc này ông già đang ngồi trên giường của mình. Đám người đã đi mấy ngày nên Phật gia cũng quyết định ở nơi này nghỉ ngơi. Nửa đêm đột nhiên một tiếng chuông vang lên, điều này cũng làm kinh động tất cả mọi người. Ngay khi Phật gia chuẩn bị dẫn người đi xem ông già kỳ lạ đột nhiên nói chuyện. Ông bảo mọi người đừng ra ngoài, thứ đó ở trong quặng không vào được trong động. Sau đó giới thiệu bản thân mình. Hóa ra ông già vào đây làm thợ mỏ khi ông 15 tuổi vì vậy rất quen thuộc với nơi này. Năm đó họ giúp người Nhật đào mỏ đã tìm thấy một mộ thất. Ông nội của nhị gia đã quyết tâm hy sinh bản thân và nổ mìn làm sập đường mỏ. Người Nhật vô cùng tức giận đã ra tay với tất cả những thợ mỏ. Chỉ còn ông ta sống sót đến bây giờ nhưng lại bị đâm mù mắt. Phật gia hy vọng ông già có thể đưa họ đến cổng vòm lớn đó. Mà ông già cũng hào phóng lấy ra bảo bối hắn trân quý nhiều năm. Ông nói rằng người Nhật đã mang theo những bộ tóc giả này để đi vào và ra khỏi đám vi khuẩn ăn thịt người kỳ lạ kia. Chẳng bao lâu một nhóm người có mái tóc dài như ông già xõa vai đi đến một nơi đầy vi khuẩn ăn thịt người giống như tóc kia. Một ông già mù mang theo một đám người có thể nhìn thấy chậm rãi đi qua đoạn đường đầy nguy hiểm này. Cuối cùng mọi người cũng lao được ra ngoài với những bộ tóc giả trên đầu. Vốn tưởng rằng bọn họ rất an toàn tới đây, nhưng Bát Gia vừa ngồi xuống Phật Gia liền nhìn thấy trên người Bát Gia lại có tóc đang động. Vì thế anh liền tiến lên kéo tóc xuống. Sau đó nhị gia liền dùng đèn dầu đốt sợi tóc đó và bảo Bát Gia uống một lọ thuốc giải. Lúc này ông già bên kia tựa hồ cũng trúng độc tóc không ngừng co giật. Nhị gia muốn cứu ông già nhưng ông từ chối, bởi vì ông ấy đã bị trúng độc quá sâu và không cứu được. Ông dặn dò nhị gia sau khi ông qua đời phải dùng bùn phong ấn thất khiếu của mình để ông không trở thành một quái vật hại người. Nói xong ông già liền đi tây bắc ngay tại chỗ. Mọi người chôn cất ông già và tế bái một chút. Sau đó Phật gia liền lấy ra bản đồ dự định tiếp tục tìm kiếm cổng vòm. Nhưng lúc này phía sau đầu Phật gia tựa hồ có sự khác thường, anh vẫn cố gắng chịu đựng, đưa tay sờ sờ hình như rất không thoải mái nhưng không có bất cứ thứ gì. Đi dọc theo đường hầm Phật gia và mọi người rốt cục đi tới trước cánh cửa bằng đồng rộng lớn kia. Mà trước cửa lớn lại chất đầy thi thể, đằng sau cánh cửa bằng đồng đó là ngôi mộ vô cùng lớn. Trên cửa đồng viết người vào cửa này phải từ bỏ tất cả hy vọng. Bát gia lo lắng nhưng ý Phật gia đã quyết, dù có nguy hiểm gì cũng phải đi vào bên trong của cánh cửa này. Theo sự vẫy tay của Phật gia, mọi người liền đi đến đẩy cánh cửa này ra. Cánh cửa nặng vạn cân nhưng dưới sức lực của bọn họ thật sự chậm rãi mở ra. Tuy nhiên, khi đến lối đi vào bên trong đám người này chẳng những không sợ ngược lại mọi người đều rất hưng phấn. Cuối cùng họ cũng đến được ngôi mộ cổ, đây cũng được xem là địa bàn quen thuộc của đám người này. So với ma quái quỷ dị mà nói hành lang này ngược lại với họ quen thuộc. Bởi vì đám người này đều là những người đào mộ, họ vào mộ cũng giống như về nhà. Cũng may Phật gia tương đối tỉnh táo, nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác. Nhị gia cũng nhắc nhở họ ông nội của anh đã từng bị nhốt ở một nơi trong cổ mộ 27 ngày mới ra ngoài được. Phải biết rằng gia tộc nhị gia chính là gia tộc đệ nhất đào mộ trong lão cửu môn. Bởi vậy có thể thấy được mức độ nguy hiểm bên trong của ngôi mộ vô cùng lớn. Khi họ đến một ngã ba, bởi vì trước mặt xuất hiện 8 cửa nên không biết lựa chọn cửa nào. Lúc này Phật gia lấy ra pháp bảo của mình, đó là một quả cầu thép có một sợi dây dài bên trong. Có 3 đầu dây nên Phật gia, nhị gia cùng Bát gia lần lượt buộc một sợi dây trên tay. Sau đó mỗi người đi vào một cửa, trương phó quan cầm quả bóng chờ ở giữa hầm mộ. Nếu có một người gặp nạn, họ có thể tìm thấy người đó theo sợi dây. Sau khi mỗi người đi được một đoạn đường, trương phó quan phát hiện ra mức độ kéo dây thép không đúng liền vội vàng gọi tên từng người trong lỗ nhưng không ai đáp lại. Lúc này Bát gia một mình đi tới một chỗ trống trải nhưng nhìn cũng giống như nơi trước đó anh đã đến, chỉ có điều nhiều cánh cửa hơn. Bát gia cẩn thận quan sát cũng phát hiện cái chỗ này cùng những chỗ trước đó không giống nhau. Bát gia nhanh chóng có hứng thú với nơi thiết lập cơ quan tinh tế như vậy, anh liền buông ba lô xuống dự định nghiên cứu kỹ chỗ kỳ lạ của căn phòng này.
Anh đếm số cửa phòng rồi lấy vật dụng của mình ra bấm ngón tay tính toán một phen. Tổng cộng có 64 lỗ được tìm thấy ở đây tương ứng với 64 quẻ phục hy. Điều này cũng đại diện cho chu kỳ nhân quả của nhân loại, vì thế những người vào đây căn bản không thoát khỏi luân hồi trong động này. Bát Gia lấy ra la bàn một lần nữa vẽ một bản đồ la bàn trên mặt đất, nhưng anh không tìm ra được chút manh mối gì. Bỗng Bát Gia dường như nghe thấy tiếng động trong một cái lỗ, vì vậy liền hét lên một vài tiếng vào lỗ nhưng không có hồi đáp nào. Điều này khiến anh cảm thấy một chút sợ hãi, xem ra bản lĩnh của Bát Gia cũng chỉ đến đây. Đồng thời Nhị Gia đi tới một cái động quái, bởi vì nó được bao phủ bởi các mảnh vỡ gương đồng. Sau khi đèn pin chiếu lên đã bị ánh sáng phản xạ không mở mắt ra được. Nó cũng rất dễ khiến con người bị ảo giác. Bởi vậy Nhị Gia ở trên đỉnh động nhìn thấy vợ mình. Điều này trực tiếp đánh đến chỗ yếu ớt nhất trong lòng anh. Sau một hồi tưởng nhớ phu nhân, anh tắt đèn pin và tiếp tục đi vào. Nhị Gia đi tới nơi giống hệt phòng của Bát Gia. Cùng một kiểu phòng, cùng một số cửa hang động, nhưng bên trong không có Bát Gia. Vì vậy, đây là một căn phòng mới. Nhị Gia nhìn xong quyết định vẫn là đường cũ trở về, nhưng khi anh ta bước vào cái lỗ đó một lần nữa lại không thấy bất kỳ chiếc gương nào. Đồng thời dây thép buộc vào người lại không biết khi nào đã rớt ra. Nhị Gia tiếp tục đi đến một ngã ba rồi rẽ theo trực giác của mình. Khi anh đi đến cửa hang động liền tìm thấy một căn phòng giống hệt như lúc nãy. Anh chuẩn bị rời đi lại phát hiện cái động này cùng cửa vừa rồi tiến vào không phải cùng một vị trí. Vì thế Nhị Gia lấy ra một quả trứng sắt búng vào người sư tử đồng rồi quay trở ra một lần nữa. Đi một hồi anh lại đi đến một căn phòng giống hệt căn phòng trước đó. Nhị Gia vội vã tìm kiếm quả trứng sắt của mình nhưng không tìm thấy trên người con sư tử. Vì vậy, anh chắc chắn rằng đây là một căn phòng hoàn toàn mới. Từ đó anh suy ra rằng có quá nhiều phòng như vậy ở đây. Nhị Gia vô tình tìm thấy sợi dây trên mặt đất, chứng tỏ Phật Gia cùng Bát Gia hẳn là cũng từng tới phòng này. Dường như tất cả mọi người đang chạy xung quanh trong những căn phòng này hoàn toàn mất phương hướng. Rốt cục Nhị Gia ngồi dưới chân sư tử đồng. Bên này Phật Gia cũng gặp phải vấn đề tương tự, trước mặt anh cũng là một căn phòng như vậy. Cũng không biết anh đã ra vào bao nhiêu phòng như vậy. Vì vậy, anh đã thay đổi một cửa hang động khác để đi vào. Đột nhiên anh chạm vào một bức tường đất thấy nó ẩm ướt liền lấy sẻng ra đào bới. Quả nhiên anh đào ra một cái lỗ mới liền đi vào. Bước vào không lâu Phật Gia nhìn thấy một cái lỗ đầy gương đồng giống hệt cái lỗ mà Nhị Gia đi qua. Phật Gia đi được hai bước trong cái động này thì một tai nạn đã xảy ra. Bởi vì lúc này dưới chân anh giẫm lên một sợi dây thép khiến một cơ quan đã được kích hoạt. Vô số gương đồng bay về phía anh tựa như một lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt cắm đầy trong động. Cho dù Phật Gia thân thủ rất tốt vẫn bị chảy xước cánh tay. Cảm giác đau đớn trên tay trong nháy mắt khiến Phật Gia thống khổ vô cùng. Đồng thời thỉnh thoảng anh còn lâm vào ảo giác. Sau khi quay trở lại hành lang ban đầu, Phật Gia hồi tưởng lại lời dặn dò của các tiền bối họ Trương. Nếu thấy có gì đó không ổn tức đã có điều xấu đã xảy ra, bạn phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức, đừng bỏ qua nó. Giờ khắc này Phật Gia nhớ lại khi anh đi qua đoạn đường của sinh vật tóc kia đã bị nó tấn công, cho nên sau lưng anh luôn thỉnh thoảng không thoải mái. Vì thế Phật Gia lấy ra con dao của mình, sau đó anh đem sinh vật tóc kia kéo ra. Loại thống khổ này người bình thường căn bản không chịu nổi, huống gì tự mình xử lý. Sau đó, anh đốt cháy mái tóc kinh tởm ngay lập tức, cuối cùng vấn đề ảo giác đã được giải quyết. Nhưng con đường phía trước vẫn nguy hiểm, Phật Gia khi trở lại vào một căn phòng khác liền nghe thấy giọng nói của Bát Gia. Lúc này Bát Gia đã bị dọa đến mức trốn trong góc run rẩy. Sau khi Bát Gia nhìn thấy là Phật Gia liền trực tiếp nhảy dựng lên ôm Phật Gia quay vòng tròn. Lần này bọn họ rốt cục cũng không phải một mình. Nhưng muốn ra khỏi căn phòng bí mật này chỉ dựa vào hai người bọn họ vẫn là không thể. Lão Bát sớm đã tính qua, để ra khỏi căn phòng này bọn họ chỉ có thể dựa vào Nhị Gia. Nhưng lúc này Nhị Gia ở đâu bọn họ cũng không tìm được. Đồng thời Nhị Gia vẫn chạy tán loạn khắp nơi trong hang động cùng mật thất. Tạm thời anh căn bản không nghĩ ra biện pháp để đi ra ngoài. Ngay khi anh ta bối rối thì có một tiếng gọi lớn. Nhị Gia quay đầu nhìn thấy người tới cũng sợ ngây người. Đó chính là tâm ma của bản thân. Điều này chứng tỏ Nhị Gia cũng lâm vào ảo giác của mình. Hai Nhị Gia đối đầu với nhau, một người vì đại nghĩa gia tộc và dân tộc, một người chỉ vì phu nhân của mình. Nhị Gia cho rằng nếu phu nhân còn sống anh có thể lựa chọn ở cùng cô. Nghĩ tới đây Nhị Gia tựa hồ đã nghĩ thông suốt. Tình cờ anh nhìn thấy một hình vẽ nhỏ trên tường, đó chính là dấu ấn đặc biệt của gia tộc. Ấn ký làm cho anh nghĩ đến ông của mình cũng đã tới nơi này. Mà ông mình cuối cùng là thành công đi ra ngoài cho nên anh tin rằng mình cũng nhất định có thể ra ngoài. Vì thế Nhị Gia căn cứ vào tư liệu ông đã vẽ lại nghĩ ra một cách. Anh tung quả trứng sắt sở trường của mình vào các hang động tìm lối ra ngoài. Sức mạnh của đôi tai đã giúp Nhị Gia xác định được hành lang có đi được hay không. Sau khi thử thăm dò liên tục một vài lần, Nhị Gia rốt cục từ trong thanh âm phản hồi của trứng sắt đã tìm lối ra đúng đắn. Bên này Phật Gia cùng Bát Gia vẫn bị nhốt trong mật thất. Bát Gia cũng cầm la bàn không ngừng tính phương vị. Tình cờ lúc này anh bị một thứ đánh một cái, hóa ra đó là trứng sắt của Nhị Gia. Rốt cục ba người cũng đã hội tụ ở cùng một chỗ. Mà Nhị Gia cũng không ngoài dự liệu của Bát Gia đã tìm được phương pháp đi ra ngoài. Sau đó Nhị Gia lấy ra mấy chục quả trứng sắt ném về phía các cửa hang động và nghiêng tai lắng nghe tiếng vang của trứng sắt. Khi một quả trứng sắt bay ra ngoài, anh liền khẳng định đó là đường ra. Sau đó Nhị Gia mang theo bọn Phật Gia đi tới mật thất cuối cùng. Anh lại tiếp tục tung hàng chục quả trứng sắt một lần nữa theo cùng một cách. Sau khi nghe cẩn thận phản hồi, Nhị Gia đã xác định được lối ra. Nhưng lúc này Phật Gia lại đưa ra một quyết định, anh sẽ ở lại một mình để tìm bí mật của ngôi mộ. Bởi vì đó là mục đích của chuyến đi của anh. Nhị Gia sau khi hiểu được ý tứ của Phật Gia liền dứt khoát quyết định thay Phật Gia lấy đồ ra. Nhị Gia cho rằng bên ngoài Phật Gia hiện tại còn nhiều bận tâm nên không cần mạo hiểm, nhưng anh thì khác.
nếu Phật gia không thể ra khỏi hang động này một cách an toàn, nhị gia sẽ trở thành một tội nhân thiên cổ. Thấy nhị gia kiên quyết như thế, Phật gia chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa nhị gia xuống mộ quả thật so với anh sẽ chuyên nghiệp hơn. Sau đó nhị gia thông qua chứng sắc cũng tìm được cửa chính của mộ thất, đồng thời yêu cầu Phật gia cùng Bát gia ở lại đợi mình sau 2 canh giờ. Nếu như đợi đến lúc đó nhị gia không trở ra liền nhanh chóng rời khỏi mỏ. Nói xong anh xoay người chui vào động. Sau một thời gian dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng Phật gia và Bát gia cũng có thể chờ được nhị gia lết quay trở ra. Nhìn thấy nhị gia bị thương nặng, hai người vội vàng đưa anh ấy ra ngoài. Nhị gia đưa cho Phật gia một thứ đồ rồi vội vàng nói với anh ấy cho nổ cửa hang động này. Nói xong anh liền lập tức hôn mê bất tỉnh. Cụ thể nhị gia gặp phải những gì ở trong căn mộ thì anh ấy không nói ra. Phật gia sau khi đưa theo nhị gia và mọi người đi ra liền cho người đặt thuốc nổ. Những người lính sau đó đã đặt thuốc nổ ở cửa hang. Ngay khi cửa hang mỏ bị phá hủy hoàn toàn, tất cả mọi người đều vội vã ra ngoài với chiếc xe khai thác mỏ. Phật gia trở về nhà vô tình phát hiện hình xăm của mình xuất hiện khác thường, bởi vì mảnh vỡ mà nhị gia giao cho anh rất giống với đôi mắt xăm hình con cùng kỳ trên người, đồng thời lại làm cho Phật gia nhớ tới chiếc cổ lâu Trương gia có khắc lư cùng kỳ. Mảnh vỡ này không phải là đôi mắt của nó trên đỉnh lư hay sao? Dường như có một số loại liên kết giữa họ. Khi Phật gia còn chưa biết rõ quan hệ giữa hình xăm và mảnh vỡ kia thì phát hiện thân thể mình xuất hiện ảo giác. Thỉnh thoảng Phật gia sẽ cảm thấy một cái gì đó nhìn chằm chằm vào anh ấy ở đằng sau, nhưng khi quay đầu lại không nhìn thấy gì cả. Thậm chí mình dưới tình huống phẫn nộ còn xúc động thiếu chút nữa giết chết Hoắc Đương gia. Điều này chưa bao giờ xảy ra từ trước đến giờ với anh. Vì vậy Phật gia tìm đến Bát gia kể sự tình. Lão Bát dù sao cũng là chuyên gia về phương diện trừ tà. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện liền lấy ra tấm gương đồng hộ thân tổ truyền của mình. Anh đưa nó cho Phật gia và bảo anh xem có gì không sạch sẽ xung quanh mình không. Phật gia cũng tò mò nhìn thoáng qua, mặc dù không nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, nhưng anh lại nhìn thấy một số ký ức bị mất của mình. Phật gia lúc ấy cùng cha mình bị người đuổi giết. Bố anh đã bị bắn chết vì cứu anh và nói với anh ta trước khi chết phải đi Trường Sa. Đây cũng là lý do Phật gia đến Trường Sa. Cuối cùng Phật gia đem thi thể của mọi người trong tộc chôn ở trong ngôi mộ cổ trong mỏ. Như vậy có thể hiểu hài cốt mà Phật gia nhìn thấy khi lần đầu tiên vào mộ chính là người trong tộc Trương gia nhà anh. Hơn nữa đều là chính anh mang vào chôn cất. Cho nên nhị gia mới từ phòng mộ đi ra liền yêu cầu phải nổ tung lối vào đường hầm. Bên này Phật gia còn chưa giải quyết được sự khác thường của bản thân, tên Lục Kiến Huân liền nghe tin chạy tới. Hắn bóng gió hỏi Phật gia về chuyện mộ lớn trong mỏ. Nhưng Phật gia phủ nhận chuyện mình đã xuống một ngôi mộ lớn. Kỳ thật trong lúc Phật gia bọn họ xuống cổ mộ, Lục Kiến Huân liền liên thủ với Trần Bì và Hoắc Tam Nương lật đổ Phật gia. Mà từ phía Phật gia, Lục Kiến Huân cũng không tìm hiểu được tin tức gì về cổ mộ nên chuyển mục tiêu lên người nhị gia đang bị thương. Lúc này nhị gia cũng xui xẻo đang bị thương liền bị bắt với tội danh cấu kết với người Nhật. Sau đó cứ như vậy, Lục Kiến Huân cầm thư nhận tội của nhị gia đến tìm Phật gia nói muốn phán nhị gia tội chết. Mà Phật gia vì muốn bảo vệ tính mạng của nhị gia tháo hết phù hiệu của mình xuống. Phật gia thất thế, Lục Kiến Huân liền nắm giữ quyền lực ở Trường Sa và liên minh của họ bắt đầu phân chia lợi ích. Ba bên vì lợi ích của mình đã đạt được một thỏa thuận. Trần Bì trực tiếp đổi Hồng phủ của nhị gia thành Trần phủ, hơn nữa địa bàn của nhị gia thuộc sở hữu của hắn. Địa bàn của Phật gia liền thuộc về Hoắc Tam Nương. Nhưng Lục Kiến Huân thì càng tham lam hơn, hắn không chỉ muốn 30% của hai nhà Hoắc Trần mà còn muốn Trần Bì cùng Hoắc Tam Nương giúp hắn xuống mộ lấy bảo bối. Vì ngại binh quyền trong tay Lục Kiến Huân, họ chỉ có thể đồng ý. Đồng thời nhà Phật gia bị binh lính của Lục Kiến Huân giám sát không thể liên lạc với bên ngoài. Mà Phật gia lúc này bệnh càng nặng, mỗi ngày trong đầu anh đều hiện ra một ít ký ức trước đó, ngay cả thuốc cũng không thể uống được. Đúng lúc này Trần Bì dẫn người đến phủ đòi bắt Phật gia đưa đi. Doãn Tân Nguyệt không hổ danh là đại tiểu thư của khách sạn Tân Nguyệt. Khi đối mặt với ma đầu Trần Bì, giết người không chớp mắt trong cửu môn đều vô cùng bình thản, không hề hoảng hốt chút nào. Nhưng lúc này Trần Bì đối với Phật gia sớm đã hận thấu xương, ngay cả thủ hạ bên cạnh khuyên bảo cũng không nghe. Hắn muốn lục soát toàn bộ Trương phủ để tìm bằng được Phật gia cũng để báo thù cho sư nương của hắn. Chẳng qua trước khi Trần Bì đến, Doãn Tân Nguyệt đã đoán được chuyện này, an bài cho Trương phó quan lặng lẽ đưa Phật gia ra ngoài. Nếu không phải Doãn Tân Nguyệt an bài trước, có lẽ Phật gia đã không toàn mạng. Quả nhiên Trần Bì không tìm được Phật gia, tức giận cộng xấu hổ liền muốn động thủ. Lại ngại bản lĩnh của Trương phó quan và bối cảnh của khách sạn Tân Nguyệt, chỉ có thể buông lời tàn nhẫn rời đi. Vào ban đêm, một vài chiếc xe đã rời khỏi thành phố Trường Sa. Ngày hôm sau, Lục Kiến Huân nhận được tin Phật gia rời Trường Sa, tức giận đến mức tay hắn cũng nhịn không được run rẩy. Hắn liền cử người dọc theo lộ trình đi Bắc Bình đuổi theo, bởi vì anh ta biết nếu Phật gia an toàn trở về chính là thời khắc xui xẻo của hắn. Lục Kiến Huân vừa an bài người truy đuổi Phật gia, lại muốn có được bảo bối bên trong khu mỏ. Cho nên hắn mang theo nhị gia đi tới mỏ núi, buộc nhị gia dẫn hắn xuống mộ tìm bảo vật. Nhị gia bởi vì Hoắc Tam Nương khuyên bảo cũng chỉ có thể đồng ý dẫn đường. Đoàn người của họ bước vào đường hầm mỏ, không lâu sau đó nhị gia liền nghe thấy thanh âm kỳ quái. Còn nói âm thanh càng ngày càng gần làm cho mọi người không hiểu tại sao. Nhưng Hoắc Tam Nương bên cạnh cũng nói mình nghe được âm thanh đó nên yêu cầu mọi người tắt đèn dầu đi và đứng yên tại chỗ. Trong một đường hầm tối tăm vốn không dọa người cũng bị bọn họ dọa cho đến sợ. Khi Lục Kiến Huân thắp sáng đèn dầu một lần nữa lại phát hiện nhị gia cùng Hoắc Tam Nương đã biến mất. Lúc này nhị gia và Hoắc Tam Nương đã ra khỏi động. Thật ra Hoắc Tam Nương từ lâu đã thầm mến nhị gia, thấy nhị gia gặp nạn cô kìm lòng không được giúp một phen cũng để nhị gia nợ cô một ân tình. Sau đó, cô cố tình xé quần áo của mình phết thêm một chút bùn trên mặt khiến Lục Kiến Huân không nghi ngờ cô cố ý thả nhị gia đi. Nhị gia liền đi theo Trương phó quan đến phủ Bát gia. Thân thể nhị gia suy yếu nhưng ba người bọn họ ở cùng một chỗ cũng chỉ nghĩ đến Phật gia.
Vì thế ba người thương lượng làm thế nào để tìm Phật gia. Bát gia lấy ra la bàn bấm ngón tay tính toán cũng tính ra Phật gia ở phía nam. Cuối cùng bọn họ quyết định để nhị gia một mình ở lại phủ Bát gia dưỡng bệnh, còn Bát gia cùng Trương phó quan đi tìm Phật gia. Chỉ cần Phật gia khỏi bệnh, họ có thể quay trở lại Trường Sa một lần nữa lấy lại tất cả những gì họ đã mất. Hai người liền giả vờ là ăn xin để ra khỏi thành Trường Sa và hỏi thăm tin tức từ một đám ăn xin về Phật gia. Dù sao danh tiếng của Phật gia ở Trường Sa rất lớn, về cơ bản tất cả mọi người biết. Câu trả lời của người ăn xin đã cho họ một chút manh mối. Họ nói rằng thấy xe phóng ra khỏi thành Trường Sa, đoán chừng là xe của Phật gia, và xe chạy về hướng của Bạch Kiều trại. Cứ như vậy Bát gia cùng nhị gia dễ dàng nhận được tin tức của Phật gia. Hai người rất nhanh đi tới Bạch Kiều trại, nhưng người dân trong trại không thích người ngoài, vì vậy khi Bát gia cùng Trương phó quan đến đây mấy ngày cũng không tìm được nơi để ăn. Bất đắc dĩ hai người còn phải chia nhau một cái bánh bao. May mắn thay, họ đã gặp một anh béo tốt bụng. Với sự giúp đỡ của người đàn ông này, họ đến được nơi tập trung người Hán trong trại. Làm việc ở đây có thể kiếm được miếng cơm để ăn, nơi để ngủ và nghe ngóng được nơi ở của Phật gia, nên hai người cũng đành phải đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau Bát gia cùng Trương phó quan liền được dẫn đi đưa tang thế tử vừa mới chết trong trại. Một tên mập biết được nội tình liền nói ra lần này họ được lựa chọn để đưa tang thế tử. Nhưng quan tài của thế tử cần phải được chôn ở tử nhân cốc của Bạch Kiều trại, có như vậy thi thể mới không thối rữa. Tử nhân cốc của Bạch Kiều trại nổi tiếng với những lời đồn thổi rằng nơi đây một đi không trở lại. Mà toàn bộ lựa chọn người đi chôn cất thế tử lần này đều do một tay hộ pháp của Bạch Kiều trại đảm nhiệm. Bởi vì hắn muốn cướp đoạt quyền khống chế Bạch Kiều trại, mà an táng thế tử cần đại thổ ti của Bạch Kiều trại đi cùng vào tử nhân cốc. Như vậy dọc đường đi hộ pháp có rất nhiều cơ hội để giết chết đại thổ ti. Cùng lúc đó nhị gia ở phủ Bát gia dưỡng thương cũng đã tốt hơn một chút, cho nên anh liền khẩn cấp muốn đi tìm Phật gia, nhờ Hoắc Tam Nương hỗ trợ nhị gia mới có thể rời khỏi Trường Sa. Trên đường đưa tang, đám người Bạch Kiều trại gặp những người ở Hắc Kiều trại. Một nhóm người đang thực hiện một nghi lễ trong mưa chặn đường đi của họ. Vì vậy, đại thổ ti chỉ có thể ẩn nấp chờ đợi, bởi vì Bạch Kiều trại và Hắc Kiều trại vẫn luôn đối đầu nhau. Đại thổ ti cũng không muốn gặp rắc rối liền chờ đám người Hắc Kiều trại rời đi rồi mới đi tiếp. Nhưng họ lại nhìn thấy đám người Hắc Kiều trại nhảy múa lúc nãy nằm chết trên đường. Đại thổ ti thấy thế cũng lo lắng mang theo người rời đi. Bát gia tính một quẻ nhận ra đây là nơi đại hung nên cũng nhanh chóng chạy ra. Tuy nhiên, tiếp theo đó họ đi vào một nơi được bao quanh bởi sương mù, dường như họ đã bị lạc. Một đám người suy đoán lung tung làm cho trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, chỉ có Bát gia nhìn ra manh mối. Sau đó, anh bước ra đảm bảo rằng mình có thể đưa mọi người đi ra khỏi nơi sương mù này. Dù sao ngũ hành bát quái anh thuộc lòng tay. Sau đó tiện tay bấm quẻ liền tìm được lối thoát là đi dọc đường sông. Nhưng có rất nhiều người không đồng ý vì trong nước có người của trại Hắc Kiều sẽ rất nguy hiểm. Bát gia cũng lười giải thích mang theo phó quan theo tính toán mà đi. Bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể đi theo anh ấy. Rất nhanh đám người đi theo Bát gia liền đi ra khỏi phạm vi sương mù. Sau đó, họ đến một ngôi làng bỏ hoang, nhưng trời đã sắp tối nên đại thổ ti để cho tất cả mọi người nghỉ chân ở thôn trang này. Đồng thời chính cô cảnh giác ngồi ở nơi gần cửa, một khi có bất kỳ tai nạn nào cô ấy đều có thể thoát ra ngoài. Trước khi nghỉ ngơi Bát gia lấy chuông ra treo ở cửa. Đến nửa đêm quả nhiên có người đi vào, tiếng chuông cũng đánh thức Bát gia. Nhưng khi đám người này xông vào lại phát hiện bên trong một người cũng không có, ngược lại chỉ thấy các đốm xanh không ngừng lóe lên khiến họ sợ hãi vội vã chạy đi. Chờ đám người Bát gia bên trong đi ra, đám người đưa tang liền trực tiếp quỳ xuống cảm tạ Bát gia. Ngày hôm sau họ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng khi đi vào đám lau sậy, đại thổ ti vô tình bị lạc trong đám lau sậy, đồng thời lại cùng thủ hạ của mình thất lạc. Bên người cô chỉ còn lại có mấy tùy tùng. Vì vậy, cô sử dụng tiếng còi của Bạch Kiều trại liên hệ với cấp dưới, nhưng người tới lại là sát thủ mà đại hộ pháp phái tới. Cũng may Trương phó quan cũng kịp thời chạy tới ngăn chặn nhóm người này. Đám sát thủ còn muốn cho phó quan rời đi, nhưng Trương phó quan cũng lười giải thích, trực tiếp một người đánh bốn người. Gần như mỗi một người anh chỉ dùng một chiêu đã giải quyết xong. Đồng thời anh lại nghe được tin tức trong miệng một tên sát thủ, đó là hậu vệ bên cạnh đại thổ ti chính là sát thủ. Cho nên đại thổ ti vẫn là sẽ chết. Trương phó quan vội cầm lấy còi của Bạch Kiều trại thổi lên. Nhưng đại thổ ti nghe xong không có hồi đáp, bởi vì cô ấy sợ sẽ dẫn đám giết người đến một lần nữa. Ngay khi Trương phó quan không biết nên tìm đại thổ ti ở đâu thì Bát gia kịp thời chạy tới. Hơn nữa anh còn có một biện pháp tìm được đại thổ ti. Bởi vì trước đây trong ngôi đền bỏ hoang, Bát gia vụng trộm đặt một ít bột phấn màu trắng lên người đại thổ ti. Bây giờ họ chỉ cần đi theo bột trên mặt đất là có thể tìm thấy đại thổ ti. Mà đại thổ ti và thân cận rốt cục cũng đi ra khỏi đám lau sậy. Khi cô ấy vừa ngồi xuống và nghỉ ngơi, tên tùy tùng này liền chuẩn bị từ phía sau động thủ. Nhưng vào lúc này Bát gia cùng phụ tá kịp thời chạy tới, đồng thời một phi tiêu trong nháy mắt đem tên tùy tùng nằm luôn ra đất. Người tới chính là nhị gia. Đại thổ ti còn tưởng rằng bọn họ cũng là sát thủ nên quyết tâm tìm đến cái chết. Cuối cùng cô vẫn là được nhị gia cứu. Đại thổ ti hoàn toàn bị dung mạo đẹp trai của nhị gia khuất phục. Chỉ là nhị gia vừa mới ôm xong đại thổ ti lập tức nôn ra máu. Lúc nãy cứu người gấp gáp nên vết thương cũ của anh lại tái phát. Cuối cùng nhị gia được Hoắc Tam Nương đưa về Bạch Kiều trại dưỡng thương. Bát gia thì giúp đại thổ ti tiếp tục hoàn thành nghi thức tang lễ. Chỉ chốc lát sau, nhóm người khiêng quan tài cũng tìm được đại thổ ti và tiếp tục đi vào tử nhân cốc. Chẳng bao lâu đã đến một khu rừng rậm, đập vào mắt họ là một cây cao lớn và bí ẩn. Sau đó, đại thổ ti mang theo mọi người hướng về phía cây thánh của bọn họ thờ phụng. Ngay khi đại thổ ti đưa tay sờ cây, đại thụ liền khởi động cơ quan mật. Một loạt các tên độc được phóng ra, cũng may Trương phó quan võ công cao cường cứu mạng đại thổ ti.
Bát Gia cũng nhanh nhẹn trốn sau quan tài nên không bị cung tên bắn đến. Cứ như vậy một đám người chỉ còn lại ba người bọn họ đứng. Còn tên tùy tùng sát thủ kia trốn ở bên cạnh cũng nhặt được một mạng. Trương phó quan từ trên mũi tên phát hiện mũi tên đều bị bôi kịch độc, chảy sức một chút ra cũng sẽ chết. Có thể tưởng tượng được tên hộ pháp đối với việc GS đại thổ ti muốn làm đến cùng. Kế tiếp chính là thụ táng thế tử trên cây. Hiện giờ chỉ có Trương phó quan mới có thể đưa quan tài của thế tử lên đỉnh cây. Cho nên đại thổ ti nói cho Trương phó quan có 3 nơi để quan tài trên đỉnh cây. Hai trong số đó đã có quan tài, chỉ cần đặt quan tài của thế tử ở cái cuối cùng là được. Trương phó quan lắc mình trong nháy mắt leo lên đỉnh cây. Sau đó, sử dụng dây thừng để kéo quan tài lên. Ngay khi anh định đặt quan tài lại phát hiện quan tài vốn nên có trên đỉnh cây đã biến mất và cũng thấy một cái chuông rơi ở đó. Khi anh đặt quan tài vào mộ cũng không quên cất một cành cây để đại thổ ti mang về làm chứng. Sau khi xuống, Trương phó quan lấy ra cái chuông đó, đại thổ ti liếc mắt một cái nhận ra đây là chuông của Hắc Kiều trại. Vì vậy, chuyện này cũng có thể được kết luận hai quan tài cũ trên cây thánh là bị Hắc Kiều trộm đi. Xem ra giữa Hắc Kiều và Bạch Kiều khẳng định còn có một trận chiến đổ máu. Vốn bọn họ định về Bạch Kiều trại trước rồi mới bàn bạc nhưng đến cửa trại lại phát hiện Bạch Kiều trại lúc này đang giới nghiêm. Bởi vì hộ pháp chính là lo lắng đại thổ ti sẽ sống sót trở về nên giới nghiêm không cho cô vào được Bạch Kiều trại. Lúc này Bát Gia có nhiều ý tưởng quỷ dị liền nghĩ ra biện pháp. Anh bảo Trương phó quan buổi tối lẻn vào bên trong thông báo cho mẹ của đại thổ ti. Bởi vì Bạch Kiều trại từ trước đến nay đều tôn nữ chủ, mà mẫu thân của đại thổ ti chính là đại thổ ti đời trước nên trong tay vẫn còn quyền lực không nhỏ. Đồng thời Bát Gia lại để cho tên tùy tùng phản bội kia mang theo một cái hộp đi tìm hộ pháp báo cáo. Khi hộ pháp gặp tên tùy tùng, hắn liền khai báo đây là thủ cấp của đại thổ ti. Hộ pháp thấy việc của mình đã thành thì cười lớn cũng ra tay giết người diệt khẩu. Nhưng khi tên tùy tùng ngã xuống quả dưa hấu trong hộp cũng lăn ra. Hộ pháp còn chưa kịp phản ứng đã bị bao vây bởi một đám đông. Đó là đại thổ ti và mẹ cô ấy mang theo thủ hạ chạy tới. Mà những lời hộ pháp vừa rồi nói cũng đã để cho mọi người đều nghe được. Khi ông nhìn thấy đại thổ ti lấy ra cành cây thánh liền biết mình đã hoàn toàn thua. Đại thổ ti một lần nữa nắm giữ quyền lực của Bạch Kiều trại, đồng thời cô còn nói cho đám người Bát Gia biết về nơi ở của Phật gia. Nhưng cô ấy có một yêu cầu, đó chính là phải giữ nhị gia ở lại Bạch Kiều trại để dưỡng thương. Theo hướng dẫn của đại thổ ti, hai người nhanh chóng tìm được nơi ở của Phật gia. Nhưng Phật gia lúc này đã trở thành một kẻ ngốc, cả ngày chỉ vẽ bừa bãi trên mặt đất, chỉ vì một buổi tối anh ta thức dậy đột nhiên nghĩ ra anh có tài năng vẽ. Vì vậy, anh liền tìm một cục than củi bắt đầu vẽ trên mặt đất và ghế đầu. Cứ như vậy một bức tranh liền vẽ mấy ngày. Thậm chí Bát Gia và Trương phó quan đến cũng không thể làm cho Phật gia dừng tay. Trương phó quan vốn định đi lên gọi Phật gia lại bị anh ấy quăng quật khắp nơi. Khi Phật gia quay đầu nhìn thấy lão Bát, đôi mắt của anh thay đổi xông lên muốn xử lý cổ của anh. Cũng may bác sĩ Mạc kịp thời khuyên can kêu Phật gia dừng tay. Ngay sau đó Phật gia lại biến thành kẻ ngốc tiếp tục vẽ bức tranh của mình. Điều này làm cho lão Bát hoàn toàn bối rối. Bác sĩ Mạc nói cho Bát Gia biết, kể từ khi họ đưa Phật gia ra khỏi Trường Sa liền tới nơi này tìm biện pháp chữa bệnh cho Phật gia. Nhưng bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng không thể làm cho Phật gia chuyển biến tốt hơn. Ngược lại Phật gia đột nhiên biến thành kẻ ngốc. Cuối cùng Doãn Tân Nguyệt chỉ có thể trở về Bắc Bình tìm cha cô nghĩ biện pháp. Mấy người nhìn trạng thái của Phật gia cũng rất lo lắng. Bát Gia nghĩ đến đại thổ ti từng cho nhị gia uống thuốc thì bệnh tình của anh ấy có chuyển biến. Mà nhị gia cũng giống như Phật gia đều là sau khi trở về từ mỏ liền xuất hiện vấn đề. Cho nên bọn họ quyết định lập tức mang Phật gia về Bạch Kiều trại. Khi họ trở lại trại Bạch Kiều cũng chỉ nhìn thấy nhị gia đang ở trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đại thổ ti nói với họ nếu muốn cứu Phật gia cùng nhị gia họ phải đến Hắc Kiều trại. Chỉ có thánh vật của Hắc Kiều trại mới có thể chữa khỏi cho hai người bọn họ. Đó là một loại trái cây thực vật cực độc, 10 năm mới kết quả một lần. Quả khi đã chín thì sẽ rơi xuống đất mà xung quanh đều sẽ có rắn độc và thú dữ bảo vệ nên rất khó hái được. Hắc Kiều trại tôn sùng loại quả này là thánh vật, mà Hắc Kiều trại hiện tại cùng Bạch Kiều trại đối đầu. Cả ngày Hắc Kiều trại chỉ nghĩ biện pháp thôn tính Bạch Kiều trại nên không dễ để họ đưa loại quả này ra. Đại thổ ti căn cứ vào tình hình mấy ngày gần đây của bọn họ, đoán rằng Hắc Kiều có thể đến tấn công tối nay. Vì thế Bát Gia tương kế tự kế bảo phó quan mang theo một nhóm người đến Hắc Kiều trại cướp thánh vật. Còn anh cùng đại thổ ti chờ đối phương đến tấn công. Sau đó đại thổ ti của Hắc Kiều trại Hắc Thạch mang theo người tới đánh thành. May mắn thay, họ đã chuẩn bị trước nên rất nhanh ra ứng chiến. Mà Trương phó quan bên kia tương đối thuận lợi, bởi vì hầu hết các vệ binh của trại Hắc Kiều đều bị Hắc Thạch mang đi công kích Bạch Kiều trại. Vì vậy, bây giờ bên trong họ trống rỗng, Trương phó quan không cần tốn nhiều công sức liền tìm được thánh vật. Hắc Thạch sau khi nghe tin thánh vật bị cướp, liền tức giận ra lệnh rút lui mang theo người quay trở về trại. Thủ lĩnh rời đi, đám vệ binh Hắc Kiều còn lại toàn bộ đều bị đại thổ ti bắt được. Thánh dược quả nhiên hữu nghiệm, Bát Gia hưng phấn mang theo tin tức tốt đi tới bên Phật gia. Nhị gia vừa uống đã có thể tỉnh lại, chẳng qua thân thể còn có chút suy yếu phải mất một thời gian để điều dưỡng. Còn bên này Phật gia vẫn chưa tỉnh, sau khi uống thuốc còn ngủ sâu hơn trước. Ngày hôm sau tay Phật gia đột nhiên cử động một chút, sau đó anh mở mắt ra, nhưng anh cứ như vậy không nhúc nhích. Bác sĩ Mạc kiểm tra xong chỉ nói sức khỏe của anh ta không sao, chỉ là không có ý thức. Lúc này đại thổ ti kiến thức rộng rãi nhìn ra manh mối. Cô suy đoán có thể là tâm ma của Phật gia chưa diệt trừ. Mỗi người đều có tâm ma, khi chúng ta dễ bị tổn thương nhất chúng sẽ khống chế ý chí của chúng ta, để chúng ta nghĩ về những nỗi sợ hãi, hồi ức không thể đối mặt. Xem ra chỉ có thể làm rõ tâm ma của Phật gia là cái gì bọn họ mới có thể làm cho Phật gia tỉnh táo. Bát Gia cùng Nhị Gia vì giúp Phật gia tìm được tâm ma quyết định đưa Phật gia về nhà ở Đông Bắc tìm kiếm đáp án.
đồng thời gửi địa chỉ cho Doãn Tân Nguyệt đến Đông Bắc tụ họp. Sau khi đến Đông Bắc, bọn họ tìm được Bối Lạc Gia đã từng có duyên gặp mặt với Phật Gia, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của ông. Bởi vì nhà của Phật Gia ở Đông Bắc ở đâu bọn họ cũng không biết. Cũng may Bối Lạc Gia đối với Phật Gia từng thắp ba ngọn đèn trời rất sùng bái, cho nên liền đáp ứng giúp bọn họ hỏi thăm nhà tổ của Trương Gia ở Đông Bắc. Rất nhanh Bối Lạc Gia liền nghe được địa chỉ. Dòng tộc Trương Gia những năm đầu ở phía Đông Bắc hành động luôn luôn khiêm tốn và bí ẩn. Họ không kết hôn với người ngoài, hơn nữa chỉ có một khu viện. Bên ngoài nhà thiết kế đường sinh tử, người ngoài tộc không được phép vào. Chỉ là mấy năm gần đây thì không có tin tức gì, có lẽ là gặp phải biến cố gì đó. Doãn Tân Nguyệt nhanh chóng hỏi địa chỉ của phủ Trương Gia và tộc nhân Trương Gia liệu có ai còn sống nữa. Bối Lạc Gia đã đưa ba địa điểm cho Doãn Tân Nguyệt để họ đi tìm hiểu. Ngày hôm sau Bát Gia căn cứ vào suy đoán tìm ra hướng của địa chỉ chính xác. Nhưng bọn họ trên đường đi lại bị một đám người theo dõi. Chỉ là họ lại dừng lại trước khi đến vùng đất của dòng tộc Trương Gia. Bởi vì cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ không xác định có thể trực tiếp đi vào hay không. Hai cốt trên mặt đất hiển nhiên là kết quả của những kẻ xâm nhập. Đúng lúc này đám người đuổi theo cũng chạy tới. Trương phó quan quyết định đi quyết chiến với đám người đó. Nghe tiếng súng phát ra từ phía Trương phó quan, Bát Gia sớm đã bị dọa đến mức ngay cả súng cũng cầm không vững. Chỉ có thể hỏi ý kiến Doãn Tân Nguyệt rồi cầm cương ngựa trực tiếp đi qua ranh giới sinh tử của Trương gia. Tuy nhiên, bọn họ không có chuyện gì xảy ra. Trương phó quan thấy thế cũng lập tức xông vào. Không đợi Bát Gia thắc mắc thì đám người đuổi theo kia liền bị nổ cho banh xác. Tại sao đám người đó vào thì chết còn bọn họ đi vào thì lại không sao? Trương phó quan suy đoán có người giúp họ bởi vì anh cũng là người của Trương gia. Cảnh tượng hoang vắng của ngôi nhà cũ không giống như có người ở. Khi họ bước vào lại cảm thấy nơi này là nơi hung dữ. Phật gia cũng bởi vì vậy đột nhiên run rẩy, tựa hồ anh cũng có cảm ứng với nơi này. Tiếp theo phó quan mang theo Bát Gia điều tra xung quanh. Khi Bát Gia đi tới thư phòng vô tình kích hoạt một cơ quan, một bức tranh phong cảnh đột nhiên rơi xuống, đó là Khuất Khúc Chi Huyền, cũng chính là lối vào của Long Mạch. Bát Gia vội quay đầu bỏ chạy, bức tranh kia lại tự động thu về dường như cố ý để cho anh ấy nhìn thấy. Tiếp theo bọn họ mang theo Phật gia đến trước cổ động của Trương gia. Đây là một nơi rất bí ẩn, có quá nhiều bí mật chưa được tìm ra ở nơi đây. Khi mọi người đi vào bên trong nhìn thấy rất nhiều quan tài được để ở đây. Ngay cả Bát Gia đã từng chứng kiến đủ loại sự kiện kỳ dị cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Đột nhiên phía sau bọn họ chậm rãi hiện lên một cái quan tài đá. Nhìn trong quan tài còn có một đôi mắt kỳ lân phát ra hồng quang. Bát Gia sợ tới mức không dám đối diện với chiếc quan tài. Trương phó quan giải thích rằng đây là một khảo nghiệm trong Trương gia, cần có người đi vào một mạng đổi một mạng, chỉ có như vậy mới có thể cứu Phật gia. Doãn Tân Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua Phật gia ở xa sau đó trực tiếp đi vào. Một lúc sau Doãn Tân Nguyệt cũng đi ra an toàn, nhưng Phật gia vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Chỉ chốc lát sau Phật gia đột nhiên tỉnh lại. Khi anh phát hiện ra họ trong hầm nhà Trương gia liền bắt mọi người lập tức rời đi. Sau đó Phật gia cũng nói với bọn họ một ít bí mật của Trương gia. Nhưng đối với nguồn gốc của gia tộc Trương gia, anh cũng không nắm rõ. Chỉ biết vài trăm năm trước trưởng bối của gia tộc Phật gia vì vi phạm quy tắc trong tộc nên bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nhưng khi họ trở lại không tìm được nhà cổ Trương gia nữa. Tấm đồng lần trước nhị gia liều chết mang về làm cho Phật gia ý thức được toàn bộ mộ trong mỏ có lẽ đã chôn vùi cổ lâu Trương gia có lịch sử hàng ngàn năm. Bên trong hẳn là nơi tụ tập của mọi người trong Trương gia, cũng bao gồm cả thứ mà bọn họ bảo vệ. Đây cũng chính là lý do thực sự cha của Phật gia muốn anh đến Trường Sa trước khi chết, bởi vì trong mỏ có bí mật trường sinh của Trương gia bọn họ. Một khi những bí mật này bị dò dỉ, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn. Tất cả những điều này cũng là những gì Cầu Đức Hảo và người Nhật luôn muốn tìm kiếm. Cầu Đức Hảo đến gặp Trần Bì để khuyến khích hắn ta xuống hầm mỏ. Cầu Đức Hảo cũng nói cho Trần Bì biết thứ trong hầm mỏ có thể khiến sư nương của hắn sống lại. Nghe vậy Trần Bì thất kinh muốn biết mọi chuyện. Từ đây chúng ta có thể thấy Cầu Đức Hảo biết về những bí mật trong hầm mỏ, thậm chí ngay cả bí mật hồi sinh của Trương gia hắn cũng biết. Nhưng những lời này đều bị Trương phó quan ở bên ngoài nghe được, anh liền quay về báo cáo với Phật gia. Điều này làm cho Phật gia lén lút lẻn về Trường Sa đứng ngồi không yên. Nhưng lúc này Phật gia vừa không có binh quyền lại không có người, căn bản không ngăn cản được bọn Trần Bì xuống mộ. Cho nên anh quyết định gọi nhị gia từ Bạch Kiều chạy về, còn mời Bối Lạc gia ở Đông Bắc đến Trường Sa. Bọn họ trước tiên cùng lão Bát thương lượng đối sách cụ thể. Đầu tiên cần Bối Lạc gia cùng Lục Kiến Huân đàm phán chuyện hợp tác xuống mộ. Dù sao Bối Lạc gia có tiền, có người, có thân phận. Kỳ thật trong lòng Lục Kiến Huân cũng có tính toán, bởi vì họ đã xuống mộ nhiều lần trước đó nhưng không ai sống sót ra ngoài. Sau một màn thị uy với đám người Lục Kiến Huân, Bối Lạc gia liền đi vào vấn đề chính. Ông đề cập đến vấn đề vàng bạc châu báu trong ngôi mộ, nhưng nếu không lấy ra được thì thật đáng tiếc. Bối Lạc gia lại hướng về phía Lục Kiến Huân nói rằng dưới tay mình có rất nhiều nhân tài. Một tiểu nha hoàn có thể nghe được âm thanh mà biết được có bao nhiêu lông ngỗng rơi xuống đất. Đồng thời Bối Lạc gia còn cam đoan nhất định có thể giúp Lục Kiến Huân lấy bảo bối ra. Chứng kiến được bên cạnh Bối Lạc gia chỉ là một nha hoàn bình thường cũng đã lợi hại như vậy khiến Lục Kiến Huân có chút để tâm. Vì thế hai người quyết định liên thủ hợp tác cùng nhau xuống mộ. Tuy nhiên, đến ngày hẹn vào động đám người Lục Kiến Huân mới biết người xuống mộ bên Bối Lạc gia chính là mấy người bên Phật gia. Nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ để vào mộ chỉ có thể dựa vào Phật gia, nhị gia dẫn đường. Cho nên cũng đành cùng họ đi vào mỏ quặng. Chẳng bao lâu họ đến cửa bằng đồng, nhị gia quyết định cắt đuôi những người khác trong mê cung. Vì thế anh bảo Phật gia và mấy người thân cận nhất định phải theo sát mình. Khi họ bước vào mê cung đầu tiên liền bắt đầu tăng tốc. Nhưng người đi vào sau cùng vẫn để cho người của Trần Bì nhìn thấy để đi theo. Khi Trần Bì tiến vào mê cung thứ hai thì hoàn toàn không biết lối vào tiếp theo ở đâu, còn tưởng rằng đã trở về chỗ cũ. Đám người Phật gia bên kia đã đến được cổng mộ.
Khi đẩy cổng ra, họ thấy một tấm bia đá khổng lồ. Lão Bát sau khi nhìn thấy chữ trên bia mộ liền quỳ xuống ngay tại chỗ. Sau khi dập đầu liên tiếp 9 cái, anh mới đứng dậy giải thích một chút. Thì ra nơi này là mộ của Thanh Ô Tử, mà ông ta là bậc thầy phong thủy nổi tiếng của thời Nam Bắc Triều, cũng là người mà anh sùng bái nhất. Truyền thuyết kể rằng Thanh Ô Tử đã xây dựng một ngôi mộ lớn là vì che giấu một khối vẫn đồng rất lớn. Có vẻ như tất cả điều này là đúng sự thật, mà miếng đồng đó khẳng định cũng có lực lượng thần bí không ai biết. Sau đó có một trận động đất lớn xảy ra nên ngôi mộ cổ đã bị vùi lấp trong đất, còn Thanh Ô Tử cũng hoàn toàn mất tung tích. Sách cổ ghi lại, vẫn đồng rơi xuống đã gây ra nhiều việc kỳ quái mà ngày nay ta gọi là từ trường. Người Nhật xâm nhập vào mộ cổ này chính là vì nó. Quả nhiên khối vẫn đồng lơ lửng trên không trung và được giữ bởi vô số xích sắt lớn. Mà muốn đi đến được chỗ vẫn đồng, chỉ có một cách duy nhất, đó là đi qua xích sắt. Bên dưới xích sắt treo một cái gì đó giống như tổ ong vô cùng đáng sợ. Nếu họ làm rung động lớn một chút sẽ đánh thức những thứ bên trong tổ ong đó. Vì vậy, tất cả họ đều rất cẩn thận đi bộ qua cây cầu sắt dài hàng trăm mét đó. Cũng may cuối cùng bọn họ đều an toàn đi qua đến trước mảnh vẫn đồng đặt ở giữa. Phật gia cho rằng người Nhật muốn lấy mảnh vẫn đồng này để làm thí nghiệm. Nếu họ có được mảnh vẫn đồng này có lẽ Trường Sa sẽ gặp nguy hiểm. Bát gia lo lắng không có cách nào để đưa mảnh vẫn đồng này rời đi trừ khi cắt nhỏ nó ra. Nhưng Phật gia cũng nói nếu trên đường vận chuyển xảy ra chuyện gì thì không ai có thể gánh vác nổi. Sau đó, họ điều tra xung quanh, Trương Phó Quan tìm thấy một quan tài dưới nước. Họ nghi ngờ đây là quan tài của Thanh Ô Tử. Mà Phật gia lại từ khúc xạ ánh sáng cảm thấy không đúng nên cầm gương hộ thân của Bát gia soi vào mảnh vẫn đồng. Quả nhiên anh phát hiện trong gương còn có một quan tài khác. Sau đó, anh nói mọi người thổi tắt đèn để có thể nhìn thấy lối vào. Cứ thế họ đi vào bên trong của vẫn đồng. Ngay khi Phật gia bên này vừa mới tiến vào thế giới bên trong vẫn đồng, nhóm Trần Bì còn đang đi lòng vòng trong mê cung. Nhưng Trần Bì dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Nhị gia nên cũng có chút năng lực. Hắn ta tìm thấy một viên bi sắt, đây là viên bi lần trước Nhị gia dò đường còn sót lại. Trần Bì căn cứ vào viên bi phát hiện manh mối. Mỗi một cái cửa thông đạo cơ hồ đều có một viên bi, và trong rất nhiều thông đạo chỉ có một cái là không có viên bi. Điều này chứng tỏ lối ra chính là thông đạo không có viên bi. Rất nhanh Trần Bì mang theo người cũng đi tới vẫn đồng này. Nhưng ngay khi họ đi qua cây cầu sắt hầu hết mọi người đều rơi xuống. Đi tới được nơi để vẫn đồng chỉ có Trần Bì cùng bốn thủ hạ. Nhưng trước mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái vẫn đồng thật lớn được bao quanh bởi nước. Họ cũng nhanh chóng nhìn thấy quan tài trong nước trong khi tìm kiếm. Trần Bì ngoan độc vì muốn trục vớt quan tài liền ra tay đẩy thủ hạ xuống nước. Nhưng thủ hạ vừa ngã xuống liền biến mất, một người không được, hắn lại ném thêm một người. Nhìn thấy Trần Bì muốn bọn họ chịu chết, hai người còn lại trực tiếp xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ của bọn họ quá chậm, trong nháy mắt đã bị cửu trảo câu của Trần Bì trói lại ném xuống. Mà Phật gia ở thế giới vẫn đồng vô tình phát hiện ra tác phẩm điêu khắc đá trên mặt đất. Bốn phương hướng lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhưng ở giữa vẫn đồng đè lên một con kỳ lân. Lúc này Phật gia tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, anh lập tức lấy máu mình nhỏ xuống. Sau khi máu nhỏ giọt vào đá, trong nháy mắt liền lan đi toàn bộ điêu khắc trên đá. Đồng thời quan tài bằng đồng trong nước cũng hiện ra. Mặt nước bốn phía lại trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Phật gia sau khi xác nhận mặt băng vững chắc liền trực tiếp đi tới. Sau đó, họ đến quan tài bằng đồng, Trương Phó Quan liền đẩy nắp quan tài ra. Họ nhìn thấy một người đàn ông còn nguyên hình hài nằm bên trong. Không dám tưởng tượng một người đã chết hàng ngàn năm vậy mà thi thể được bảo quản tốt như vậy. Nhị gia từ trên thi thể của Thanh Ô Tử lấy ra một bức thư, Phật gia ghi nhớ những từ trong đó. Trên dưới bốn phương không có nơi nghèo, bên ngoài vô cực lại là vô cực. Suy ra rằng thiên thạch đồng này là một thế giới, mà vẫn đồng này lại được giấu ở trong thế giới này. Sau đó Phật gia liền từ trong miệng Thanh Ô Tử lấy ra một miếng thiên thạch đồng. Từ xưa đến nay quý tộc này ngậm vàng để thể hiện thân phận, dân thường ngậm gạo là không muốn làm quỷ đói. Thanh Ô Tử đại sư lại ngậm vẫn đồng trong miệng không biết có ý nghĩa như thế nào. Ngay khi Phật gia còn đang nghiên cứu vẫn đồng, Nhị gia đột nhiên chạy ra ngoài như điên, đồng thời trong miệng còn gọi tên phu nhân. Thì ra là anh ta nhìn thấy dòng chữ trên quan tài bằng đồng nói rằng người chết vốn là người sống. Những lời này đụng trúng nội tâm Nhị gia, lúc này anh ta chạy ra ngoài chính là đi tìm phu nhân của mình. Trong lòng Phật gia biết phu nhân chính là tâm ma mà Nhị gia không qua được. Vì cứu Nhị gia bọn họ cũng chỉ có thể đuổi theo. Nhưng bọn họ đi dạo trong thông đạo nửa ngày cũng không thể tìm thấy Nhị gia. Lão Bát muốn từ bỏ cho rằng bọn họ khẳng định đi không ra khỏi trận pháp này. Cuối cùng Phật gia thông qua bức bích họa trên tường nhìn ra manh mối, chỉ cần căn cứ vào hướng ngược lại của người trên bích họa là được. Bởi vì đây là thế giới của mảnh đồng thiên thạch nên trái ngược với thế giới thực. Chẳng bao lâu họ ra khỏi mỏ, nhưng nơi này lại không giống với nơi mà bọn họ tiến vào. Bởi vì bên ngoài không có bối lạc ra, hơn nữa lối vào mỏ không có dấu vết bị nổ tung. Đây rõ ràng là lối vào hoàn toàn mới. Lúc này bọn họ rốt cục cũng phát hiện ra mình vẫn còn ở trong thế giới vẫn đồng. Mà Nhị gia đã chạy về nhà, anh quả nhiên nhìn thấy phu nhân của mình vẫn còn ở đó giúp anh ta giặt quần áo. Đám người Phật gia tiến vào thành Trường Sa cũng nhận ra nơi này có quá nhiều sự khác biệt. Vì vậy, họ rời đi để tìm manh mối. Phật gia cũng trực tiếp trở lại trương phủ của mình nhưng lại phát hiện trong nhà không có ai. Một giây sau, anh ta thấy cha mình đang ngồi trên ghế sofa, hơn nữa còn có hai lỗ đạn trước ngực. Chẳng lẽ là khải tử hồi sinh? Rõ ràng cha anh đã chết mười mấy năm trước, còn đích thân anh chôn cất. Mặc dù anh đã xác định rằng cha mình là giả mạo nhưng vẫn quỳ nghe giáo huấn như trước. Người cha đổ lỗi cho anh vì đi xuống mộ, làm phiền những thứ không nên quấy rầy, phá hủy sự cân bằng giữa hai thế giới. Sau đó, đằng sau anh xuất hiện bốn người lớn tuổi đến đổ lỗi cho anh.
Trong lòng Phật gia biết cha ông là một người có trách nhiệm và tất cả những gì ông làm là để bảo vệ người dân Trường Sa. Vì vậy, cha ông sẽ không trách cứ anh chuyện này. Hơn nữa người Trương gia bọn họ chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Anh ngay lập tức chất vấn những người này, chỉ thấy ảo ảnh tan biến. Nhị gia bên kia đang hưởng thụ những phút giây hạnh phúc cùng phu nhân. Anh còn mang theo phu nhân đi dạo trên đường. Nhưng anh không hề biết Phật gia ở bên ngoài tìm anh đã sắp phát điên. Rốt cục bọn họ tìm được nhị gia ở quán mì. Khi lão bát nhìn thấy phu nhân thì sợ ngây người, cái này không phải chính là quỷ sao? Phật gia kéo nhị gia ra một bên nói chuyện. Anh hy vọng nhị gia có thể tỉnh táo một chút và nói với nhị gia rằng thế giới này không phải là nơi nên ở, họ cần phải ra khỏi đây. Nhưng nhị gia chính là không muốn rời đi. Thực ra trong lòng anh ta hiểu rõ điều đó, nhưng bởi vì anh cố chấp với tình cảm của mình, đối với anh ấy nơi có phu nhân chính là thật. Ngay khi nhị gia định mang nha đầu rời đi, bỗng xuất hiện một sự bất thường trên bầu trời. Từ đêm đột nhiên trở thành bình minh rồi lại trở thành đêm. Rõ ràng là thế giới này là giả mạo và không thể ở lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân nhị gia rời đi. Phật gia và bát gia suy nghĩ rồi quyết định không thể để nhị gia ở thế giới này. Vì thế bọn họ đi tới phủ của nhị gia lần nữa tìm được anh ấy. Bất đắc dĩ Phật gia chỉ có thể để nhị gia mang theo nha đầu cùng nhau rời đi. Bởi vì Phật gia tin tưởng đến Vẫn Đồng bên kia phu nhân sẽ tự động biến mất. Phật gia những tưởng nhị gia sẽ cự tuyệt, không ngờ anh ấy lập tức đồng ý. Sau đó, họ mang theo nha đầu trở lại mỏ một lần nữa. Khi bọn họ đi tới bên cạnh Vẫn Đồng lại phát hiện phu nhân thế nhưng không có biến mất. Ngay sau đó bọn họ lại mang theo phu nhân đi ra khỏi mỏ, bên ngoài còn có Bối Lạc gia đang chờ. Điều này có nghĩa là họ thực sự trở lại thế giới thực. Bối Lạc gia nhìn thấy phu nhân thì sợ ngây người. Phật gia cũng không giải thích rõ ràng, chỉ có thể dặn dò nhanh chóng nổ cả mỏ. Kỳ thật Phật gia vẫn đánh giá thấp năng lượng của Vẫn Đồng. Sau khi đi ra, Phật gia cùng đoàn người trực tiếp đi tới Bạch Kiều trại. Trong lòng anh hiểu rõ ở thành Trường Sa luôn bị Lục Kiến Huân soi mói sẽ không an toàn, mà Bạch Kiều trại tương đối hẻo lánh sẽ an toàn hơn chút. Dọc theo đường đi bát gia luôn nóng lòng liền cùng Phật gia nói chuyện, bởi vì phu nhân hiện tại hình như là thật sự hồi sinh. Ngược lại, Doãn Tân Nguyệt mới không hề để ý, vẫn thân thiết với phu nhân. Cô chỉ coi như đó là lễ vật ông trời đưa tới cho nhị gia. Nhưng mà khi Đại Thổ Ti nhìn thấy nha đầu, cô ấy liền phát hiện ra điều gì đó không ổn. Khi cô ấy muốn tặng một cái vòng tay cho phu nhân, vừa chạm vào tay của phu nhân cô liền phát hiện ra cô ấy mạch tượng loạn, tay cũng lạnh lẽo. Trong thời gian ở Bạch Kiều trại, Phật gia và Doãn Tân Nguyệt cũng đã tổ chức hôn lễ. Hai người mặc trang phục của Bạch Kiều trại bái lạy trời đất coi như là một chuyện vui trong thời gian này. Bát gia vẫn không thể hiểu nổi vì sao phu nhân có thể rời khỏi thế giới Vẫn Đồng. Vì vậy, anh đã nghiên cứu lại bức di thư của Thanh Ô Tử. Hóa ra trong đó có ghi lại trong thời kỳ thượng cổ, thiên thạch Vẫn Đồng rơi xuống lại chia làm ba khối. Một khối được Trương gia giấu ở cổ lâu đông bắc, một mảnh được giấu trong ngôi mộ cổ của Thanh Ô Tử, còn có một mảnh rơi vào nơi thần bí không rõ tên vẫn chưa tìm được. Có điều thiên thạch Vẫn Đồng có sức mạnh thần bí, có thể xuyên qua sinh tử, nghịch chuyển càn khôn. Lão bát sau khi biết chân tướng liền lập tức tìm Phật gia cùng nhị gia. Anh ấy nói phu nhân kỳ thật vẫn là ảo ảnh do Vẫn Đồng tạo ra, căn bản không phải là người bình thường, bởi vì cô ấy có quá nhiều điều bất thường. Thật ra trong lòng nhị gia vô cùng rõ chuyện này, như chuyện vòng tay đã vỡ để trên bàn, nhưng nhị gia nhìn thấy phu nhân thì thấy trên tay cô vẫn đang đeo nó. Đồng thời nhị gia cũng có thể từ nhiệt độ trên tay cô đoán được, chỉ là nhị gia chính là nguyện ý tin tưởng phu nhân là thật. Đúng lúc này phu nhân bưng trà đi vào, mọi người nhìn chằm chằm vào cô ấy, và giây tiếp theo phu nhân cứ như vậy ở trước mắt của bọn họ biến mất, bởi vì tâm ma của nhị gia vẫn bị bát gia khai sáng. Không thể chấp nhận thực tế, nhị gia liền cướp lấy súng của Phật gia muốn tìm bát gia tính sổ. Cũng may Phật gia ngăn ở giữa bọn họ mới tránh được xúc động nhất thời của nhị gia. Nhị gia vẫn tức giận muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt tình huynh đệ. Nhị gia trở về phòng nằm trên giường nhớ lại nội dung trên tấm bia đá trong mộ, còn có lời nói trên quan tài Thanh Ô Tử. Những lời này đều có nghĩa là Vẫn Đồng có thể tự do đi qua âm dương. Vì vậy, anh âm thầm quyết định đi tìm thiên thạch đồng thứ ba. Ngày hôm sau Phật gia biết được tin nhị gia mất tích liền mang theo mấy thủ hạ đi ra ngoài tìm nhị gia. Sau đó, anh tìm thấy dấu vết nhị gia lưu lại gợi ý cho mình. Nhưng nhị gia làm sao có thể đột nhiên lưu lại dấu vết cho anh ấy? Chẳng lẽ nhị gia sớm biết Phật gia sẽ tìm tới đây? Mà bát gia cùng Trương phó quan ở trong Bạch Kiều trại liền phát hiện ra sự cổ quái. Đại Thổ Ti trước mắt họ đột nhiên bất động và ông trăng trên bầu trời là treo ngược. Những hiện tượng kỳ lạ này khiến bát gia nhanh chóng đoán được bọn họ còn chưa có đi ra khỏi cổ mộ. Mà hiện tượng này mãi cho đến nhiều năm sau bát gia làm quen với một học giả phương Tây trước mới giải thích được. Bởi vì năng lượng của Vẫn Đồng quá mạnh, từ trường mạnh mẽ được hình thành trong phạm vi xung quanh nó, và từ trường ảnh hưởng đến sóng não của những người xung quanh. Não bộ của con người sau khi bị kích thích bởi sóng điện, trí nhớ hỗn loạn bên trong sinh ra những mảnh vỡ. Từ đó sinh ra hỗn loạn và tạo ra một thế giới hư cấu làm cho mọi người vĩnh viễn chìm trong đó. Mà Phật gia ở bên kia phát hiện chỗ quỷ dị trên một bức tường. Nó ghi dòng chữ Phật gia tỉnh lại, Phật gia nhất định phải tỉnh lại. Thấy dòng chữ trên tường, Phật gia mới tin chắc mình vẫn còn ở trong thế giới Vẫn Đồng. Quả thật nhị gia sớm đã phát hiện đây là ảo cảnh, chỉ có điều anh ta không muốn thức dậy. Có lẽ anh ta đang trên đường tìm kiếm khối đồng thứ ba, lại phát hiện ra Vẫn Đồng có sức mạnh ngoài tưởng tượng của anh. Đồng thời cũng đoán được Phật gia sẽ tới tìm mình, cho nên trên đường liền để lại lời nhắn như vậy cho Phật gia. Bởi vì anh không chỉ muốn đánh thức Phật gia mà còn phải đánh thức chính mình. Phật gia vì muốn thoát khỏi ảo cảnh liền quyết định ngồi thiền. Đồng thời tại thế giới thực Lục Kiến Huân lại tìm người xuống mộ, đó là Cầu Đức Hảo. Cầu Đức Hảo thực sự có một danh tính khác, đó là nhà khảo cổ học.
Hắn ta có rất nhiều tư liệu về mộ cổ dưới mỏ cho nên hắn biết rõ Vẫn Đồng tồn tại. Sau khi đi xuống cầu, Đức Hảo liền nhìn thấy Trần Bì đang ngồi ngây ngốc ở đây. Bởi vì Trần Bì vẫn không tiến vào thế giới Vẫn Đồng, cũng không biết cửa vào thế giới Vẫn Đồng ở đâu. Nhưng cầu Đức Hảo thì khác, hắn ta có vẻ rất hiểu về điều này. Ngay sau đó, cầu Đức Hảo mang theo Trần Bì cùng tiến vào thế giới Vẫn Đồng. Phật gia ở phía bên kia đang thiền định, đột nhiên trở về nhà của mình, cũng thấy Doãn Tân Nguyệt ôm bài vị thương tâm khóc, trên bài vị viết tên Trương Khải Sơn. Nhưng ngay khi Phật gia đưa tay chạm vào Doãn Tân Nguyệt, đột nhiên anh ấy trở lại hang động. Phật gia cảm thấy thiên thạch này thật sự là quỷ dị, lại có thể quấy nhiễu lòng người, mê hoặc lòng người, càng thôi thúc anh không thể ở lại lâu hơn, phải tìm đường ra ngoài. Vừa rời khỏi hang động, Phật gia lại tiến vào một nơi mới. Nó được bao quanh bởi sương mù, ngoại trừ một số tác phẩm điêu khắc đá ở giữa, còn lại không có gì khác. Và phía bên kia, lão bát căn cứ vào suy đoán của mình nhắm mắt lại và mang theo Trương phó quan đi tới hang động đá, đồng thời còn nhìn thấy Phật gia đang ngồi bên kia tác phẩm điêu khắc đá. Nhưng lão bát sau khi nhìn thấy Phật gia thì không phải chạy lên ôm anh ấy, mà xả một tràng tức giận trách cứ. Xong, bát gia mới nghĩ đến nhị gia, ba người vô tình bị mắc kẹt trong một khu rừng sương mù. Nếu muốn thoát khỏi đại trận sương mù này, chỉ có những bức tượng đá trước mắt họ. Di chuyển bức tượng đá này đều phải rất cẩn thận, nếu di chuyển nhầm hậu quả sẽ khó lường, có khả năng sẽ bị nhốt trong thế giới thiên thạch đồng tạo ra, mãi mãi không thể ra ngoài. Cũng may bát gia tinh thông các loại kỳ môn pháp trận, anh chỉ vào bức tượng đá nào Phật gia và Trương phó quan sẽ di chuyển cái đó. Căn cứ theo chỉ thị của bát gia, đám người Phật gia nhanh chóng di chuyển vài bức tượng đá. Nhưng ngay khi còn lại bức tượng đá cuối cùng, đột nhiên họ nghe thấy tiếng la hét của một con thú hoang dã. Nó dường như rất gần với họ. Lão bát đề nghị bọn họ nhanh chóng di chuyển vị trí tượng đá. Khi họ đẩy bức tượng đá trở lại vị trí ban đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của nhị gia. Từ tiếng cười của nhị gia, bọn họ phỏng đoán hẳn là nhị gia đã đi ra khỏi ảo cảnh của mình. Mà lúc này tượng đá phía sau lại đang lắc lư, xem ra trận pháp hẳn là bị phá. Vì vậy, họ nhanh chóng rời khỏi đây. Một giây sau, họ lại xuất hiện trong lối đi mỏ. Mà trước mắt bọn họ lại xuất hiện một cái quan tài bằng ngọc. Bên trong đó mới chính là chân thân của Thanh Ô Tử. Lão bát nhìn thấy liền quỳ ngay tại chỗ. Lúc này một trận động đất diễn ra khiến quan tài bằng ngọc rơi ra. Phật gia cũng tìm thấy miếng vẫn đồng trên người Thanh Ô Tử rơi ra. Anh cầm lên, lập tức thi thể của Thanh Ô Tử liền biến đổi. Bát gia nhận ra ảo cảnh đã mất, họ cũng đã trở về với hiện thực. Ba người nhanh chóng rời khỏi nơi đây bởi vì toàn bộ khu mỏ đang run lắc, dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi bọn họ đi đến hành lang, rốt cuộc cũng gặp được nhị gia đang đi ra, đồng thời còn có Trần Bì. Mấy người không nói hai lời liền nhanh chóng đi ra ngoài. Đến giao lộ tiếp theo, họ lại gặp cầu Đức Hảo. Lúc này cầu Đức Hảo còn tưởng rằng bọn họ vẫn ở trong ảo cảnh. Lão bát nói cho hắn biết chỉ có vượt qua tâm ma của mình mới có thể rời đi. Lúc này toàn bộ hành lang đều đang lắc lư, đám người Phật gia sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài. Đúng lúc này cầu Đức Hảo rốt cuộc cũng nhìn thấy tâm ma của mình. Hắn thấy mình về già đang nằm trên giường và đã chết. Kết cục này khiến cầu Đức Hảo không thể chấp nhận được, chỉ có thể đau đớn nằm trên mặt đất. Bởi vì tâm ma của hắn chính là trường sinh bất lão, hắn không muốn chết. Bên này Phật gia đã chạy ra khỏi mỏ khoáng, cầu Đức Hảo cũng chạy ra vào phút chót. Nhưng khi anh ta nhìn thấy cảnh mình già đi thì hoàn toàn phát điên. Thoát ra được khỏi mỏ khoáng nhưng không thể thoát ra khỏi bóng ma trong tâm trí mình. Trần Bì cũng vậy, hắn vẫn ảo tưởng có thể hồi sinh sư nương của hắn. Chỉ có mấy người Phật gia là vượt qua được tâm ma của mình. Phật gia sau khi trở về liền tìm Cửu gia thảo luận làm thế nào để có lại được quyền lực của bản thân. Cửu gia nhìn Vẫn Đồng mà Phật gia lấy ra liền nghĩ ra tuyệt chiêu. Anh đề nghị đưa thiên thạch đồng cho Lục Kiến Huân. Phật gia cũng hiểu ý, ngay lập tức tìm Lục Kiến Huân. Anh giả vờ dùng Vẫn Đồng đổi lại binh quyền của mình. Kết quả lại là Lục Kiến Huân giữ lại Vẫn Đồng nhưng cũng không cấp quyền cho anh. Mà đây cũng chính là kết quả Phật gia muốn. Tên Lục Kiến Huân đang chơi với Vẫn Đồng trong tay lại không biết nguy hiểm đang tới gần. Ngay khi hắn tưởng rằng mật thất của mình đủ kiên cố và an toàn thì nhìn thấy bức tường trước mặt đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Bất an, Lục Kiến Huân liền chậm rãi đi đến bên tường, sau đó đưa tay ra chạm vào bức tường. Bỗng nhiên mặt tường bị một lực lớn phá vỡ khiến hắn văng ra xa. Ba người đằng đằng sát khí đi vào, Lục Kiến Huân kinh hãi hỏi đối phương là ai. Nhưng đối phương căn bản không nói lời dư thừa, trực tiếp tiễn hắn về chầu Diêm Vương. Sau đó từ trong tay Lục Kiến Huân lấy đi đồng vẫn màu đen rồi trực tiếp rời đi. Bên kia Phật gia cũng nhận được tin Lục Kiến Huân đã chết, mà tất cả đều nằm trong tính toán của Phật gia. Từ khi anh đưa Vẫn Đồng cho Lục Kiến Huân sẽ biết người họ Trương ở Đông Bắc sẽ tự mình đi lấy. Như vậy cũng tiện thể giúp anh giải quyết triệt để Lục Kiến Huân. Phật gia đã giải quyết được đối thủ liền ngay lập tức chỉnh đốn lại cửu môn. Phật gia đầu tiên đi tới Hoắc gia nói cho trưởng bối Hoắc gia biết chuyện Hoắc Tam Nương cấu kết với người ngoài hãm hại mình. Trong nháy mắt Hoắc Tam Nương trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Bởi vì các trưởng bối Hoắc gia biết rõ cửu môn nhất thống, đồng sinh cộng tử, không có cửu môn thì không có Hoắc gia. Mà lúc trước Hoắc Tam Nương cấu kết với Lục Kiến Huân và Trần Bì đối phó Phật gia, điều này đồng nghĩa lung lay nền tảng của Hoắc gia. Cho nên các trưởng bối yêu cầu Hoắc Tam Nương giao ra ấn đương gia và chìa khóa phòng của Hoắc gia. Đây cũng coi như là lấy lại công lý cho Phật gia. Bằng không Phật gia giận dữ thật sự đem Hoắc gia bọn họ tiêu diệt sẽ rất phiền toái. Cũng may Phật gia độ lượng không cùng Tam Nương tính toán, sau đó lại thuận tiện giúp Tam Nương thỉnh cầu các trưởng bối để cho cô ấy không phải giao nộp quyền lực của mình. Điều này cũng làm cho Hoắc Tam Nương cảm thấy áy náy trong lòng, quay về nhà Phật gia tự tay làm một bàn ăn ngon để ăn tối cùng Doãn Tân Nguyệt. Trong lúc đó anh quỳ một gối dâng lên một bó hoa hồng, lại lấy ra một cái nhẫn chính thức cầu hôn Doãn Tân Nguyệt. Khoảnh khắc đeo nhẫn, Doãn Tân Nguyệt không thể chịu đựng được nữa, vừa khóc vừa cười. Chẳng bao lâu Phật gia và Doãn Tân Nguyệt đã tổ chức đám cưới.
Một năm sau, một ngôi làng ở ngoại ô Trường Sa đột nhiên lây lan một loại virus ký sinh trùng kỳ lạ. Những người bị căn bệnh kỳ lạ này toàn bộ cơ thể đầy mụn mủ, tâm trạng luôn thất thường. Em họ của Doãn Tân Nguyệt là bác sĩ tại bệnh viện, sau khi xem kết quả xét nghiệm thì đưa cho trưởng khoa xem. Cô nghĩ rằng đây không phải là virus ký sinh trùng thông thường, nó giống như một loại virus rất dễ lây lan. Vì vậy, cô yêu cầu bệnh viện gửi một số người đến địa phương để điều tra. Nhưng trưởng khoa không đồng ý, cuối cùng cô chỉ có thể tự mình đi kiểm tra ngôi làng đó. Nhưng vừa đến làng, cô đã bị bắt cóc. Người dân trong làng rất kỳ lạ, mỗi buổi tối tất cả mọi người trong làng sẽ đi ra ngoài. Mỗi người họ trên tay nếu không phải là một cống phẩm thì chính là cầm nến. Mỗi gia đình sẽ đặt một ngọn nến trước cửa, sau đó đặt cống phẩm ở cổng làng. Sau khi đặt cống phẩm xong lại bái ba lạy rồi rời đi. Dường như họ đang thờ cúng một cái gì đó. Tuy nhiên, chờ đến tối, sau khi đèn trong làng tắt hết, đột nhiên có rất nhiều người xuất hiện gần ở cổng làng. Bọn họ đều tập trung ăn đồ ăn để ở cổng làng. Trong số đó còn có bác sĩ Mạc đã mất tích mấy ngày trước. Phật gia cùng Trương phó quan lặng lẽ đến gần mới thấy rõ. Hóa ra những dân làng này đều là những người mắc bệnh truyền nhiễm. Khi mọi người nhìn thấy Phật gia và Trương phó quan liền vội vàng bỏ chạy. Phật gia cùng Trương phó quan cũng chỉ có thể đuổi theo phía sau. Đuổi đến vào trong rừng, họ cũng bắt được bác sĩ Mạc đang trốn sau gốc cây. Khi cô nhìn thấy Phật gia liền vội vàng thu mình lại, bởi vì cô không muốn để cho Phật gia nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình. Toàn thân cô đã mọc đầy mụn mủ giống người dân trong làng. Cô kể lại, khi đó cô đến làng thì nhiều người trong làng đã bị nhiễm bệnh. Để không cho người ngoài biết về bệnh của mình, bọn họ liền truyền bệnh cho cô. Đồng thời trong thôn mời một thầy bói Kiều Đại Tiên đến và nói loại bệnh này là do Hắc Kiều thần tiên hạ phàm gây ra. Tất cả những người bị bệnh cần phải được nuôi dưỡng. Thế nên dân làng mới chủ động dâng cống phẩm để những người bị bệnh đi ra ngoài ăn vào ban đêm. Phật gia lúc này trong lòng cũng đã hiểu chuyện này là do Hắc Kiều trại và người Nhật đang nghiên cứu vũ khí vi khuẩn. Nhưng trước mắt bọn họ cần cứu bác sĩ Mạc trước. Khi họ quay lại Trường Sa liền tìm Bát Gia kiến thức rộng rãi nhìn bệnh tình một chút. Bát Gia sau khi xem qua thật đúng là nghĩ ra giải pháp, đó chính là chó của nhà Ngô lão cẩu. Bởi vì trên cơ thể chó có cẩu hoàng, mà cẩu hoàng chính là liều thuốc đối với bệnh ký sinh trùng. Vì thế anh ta và Phật gia phối hợp với nhau, một người đi tìm lão Ngũ làm bộ nói chuyện, một tên đi trộm chó nhà Ngũ ra. Sau khi thành công, bác sĩ Mạc đích thân phẫu thuật lấy cẩu hoàng trong thận của chó ra. Sau đó cô lại dùng cẩu hoàng ngâm mình trong bồn tắm nửa canh giờ. Chắc chắn tất cả các ký sinh trùng trên người đều bị loại khỏi cơ thể. Bắt xong chó thì cần phải đưa trả lại, nhưng trả chó cũng không phải là một điều đơn giản. Dù sao Ngũ gia yêu chó như Mạc. Nếu biết Bát gia lén lút phẫu thuật cho chó của ông, chắc chắn sẽ đem Bát gia băm thành trăm mảnh. Quả nhiên Bát gia vừa mới đưa chó trở về đã bị Ngũ gia bắt gặp. Cuối cùng Bát gia đành phải nói rõ mọi chuyện và xin lỗi chú chó kia. Trương phó quan nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của bệnh truyền nhiễm ký sinh trùng. Đó là thương nhân buôn bán cá trở về từ động Đình Hồ mang về. Mà động Đình Hồ cách Hắc Kiều trại không xa. Trong khi đó, xung quanh Hắc Kiều trại thường xuyên có người Nhật lui tới, cho nên Phật gia khẳng định người Nhật và Hắc Kiều trại cấu kết với nhau. Lúc này Bát gia lại mang đến một tin tức, đó chính là vị trí của khối vân đồng thứ 3. Dĩ nhiên nó cũng là ở Hắc Kiều trại, chắc chắn người Nhật cũng tìm được tung tích của vân đồng. Vì vậy, tiếp theo họ cần phải đi trước người Nhật lấy được khối vân đồng thứ 3. Phật gia liền mang theo Trương phó quan đi tới chợ gần động Đình Hồ tìm hiểu tin tức. Họ đã chi một khoản tiền lớn cho một ông chủ nhà trọ và mua được một tin tức mới, chính là người Nhật đã trục vớt một con tàu đắm ở hồ động Đình. Có vô số bảo vật trong con tàu đắm đó. Vì thế ông chủ liền đưa Phật gia đi tới hầm lạnh nơi đặt bảo vật. Nhưng nhóm người Phật gia vừa mới đi vào lại phát hiện bên trong còn có người khác. Người đó chính là Trần Bì đã biến mất từ lâu và Hắc Thạch, thủ lĩnh của Hắc Kiều trại. Họ đang thảo luận về việc thả virus mới nhất của họ ra để gây hại cho người khác. Hóa ra cả hai đều đã nhập quân cho người Nhật, bây giờ lại đang giúp đỡ người Nhật mưu hại dân chúng. Phật gia đặc biệt coi trọng chuyện virus nên yên lặng quan sát. Khi Trần Bì sắp mở cái lọ chứa đầy virus kia ra thì Trương phó quan giẫm phải miếng củi khô khiến nó vỡ nát gây ra tiếng động. Trần Bì liền cử Hắc Thạch ở lại coi chừng, còn mình nhanh chóng đi xem xét tình hình. Trương phó quan cố ý dẫn Trần Bì ra khỏi hang, còn Phật gia ở lại bắt đầu hành động. Phật gia định phá hủy cái bình độc có virus kia nhưng lại bị rơi vào một tầng hầm. Nhiệt độ trong hầm này rất thấp, nó giống như một phòng lạnh. Mà Trương phó quan sau khi thành công dẫn Trần Bì ra liền lén lút quay về. Khi anh phát hiện ra Phật gia trong cái bẫy thì anh sớm đã đông cứng. Trương phó quan chỉ có thể nhảy vào cái bẫy đem Phật gia cõng ra ngoài. Khi ông cõng Phật gia ra ngoài vừa vặn gặp được Nhị gia cùng một đám người đến tiếp ứng. Bọn họ thấy Phật gia đông lạnh thành băng liền nghĩ ra một phương pháp, đó chính là đem Phật gia đặt trong đống củi hun khói. Sau khi Phật gia hồi phục, họ liền nhanh chóng chạy tới Hắc Kiều trại. Khi ba người đến gần Hắc Kiều trại liền nhìn thấy một màn quỷ dị, một cái cây treo toàn hình nộm và đèn lồng. Phật gia nhanh chóng nhìn ra những hình nộm này vô cùng kỳ lạ, có vẻ như đều trúng độc mà chết. Đây chắc chắn là những thí nghiệm mà người Nhật đã làm. Sau đó, họ đi đến Hắc Kiều trại nhưng bên ngoài lại có trọng binh canh giữ nên họ không thể vào trong. Ba người liền chờ cho đến khi trời tối mới hành động. Đến tối ba người lén lút lẻn vào Hắc Kiều trại, lại ngoài ý muốn phát hiện hai bộ quan tài cổ. Trương phó quan liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hai bộ quan tài bị mất của Bạch Kiều trại. Phật gia cho rằng Hắc Kiều trại sử dụng quan tài cổ để chế tạo virus. Vì thế lập tức bảo Trương phó quan chạy về Trường Sa đưa quân đội đến đây. Ngay khi Phật gia cùng Nhị gia cũng chuẩn bị rời đi thì một đám khói nổ tung dưới chân họ. Một giây sau hai người liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó bốn phía liền xuất hiện một nhóm người. Khi Phật gia tỉnh lại một lần nữa lại phát hiện mình đã ở trong địa lao. Khi Nhị gia cũng đang tìm hiểu tình hình thì Trần Bì xuất hiện.
thì ra bọn họ bị Trần Bì nhốt lại. Trần Bì sau khi nói vài câu liền ra lệnh cho người mở cơ quan phía dưới địa lao. Chỉ thấy dưới chân Phật gia sụt xuống, rồi theo đường hầm cùng mọi người lăn xuống dưới. Sau khi xuống dưới lại phát hiện bên trong khắp nơi đều là xương trắng. Xem ra nơi này là nơi Hắc Kiều trại chuyên môn đối đãi với tù nhân tử hình. Phật gia cùng nhị gia còn ở chỗ này tìm thấy một dòng chữ được khắc trên bức tường. Đó là văn tự của người Kiều. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Phật gia cũng mang theo mọi người đi ra khỏi đó. Sau khi đi ra, Phật gia và dân chúng liền tách ra. Bởi vì Phật gia nhất định phải giải quyết những người làm chuyện xấu kia. Rất nhanh Phật gia cùng nhị gia đi tới một gian phòng cũ nát. Ở bên trong nhị gia nhìn thấy một cây châm cài tóc giống với cây châm của vợ mình. Nhưng Phật gia lại nói cho anh biết nơi này đều có kịch độc. Để những chất độc này không gây họa cho con người, họ liền đóng gói những đồ này lại. Đồng thời Trần Bì bên kia cũng đuổi theo và gặp hai người trong rừng. Trần Bì tại chỗ liền lấy ra cửu trảo câu định động thủ với Phật gia. Phật gia nhanh chóng rút súng ra nhưng Trần Bì tiện tay kéo một thủ hạ đỡ đạn thay hắn. Sau đó liền thuận tay đánh bay súng của Phật gia. Bất đắc dĩ nhị gia chỉ có thể ra tay. Rất nhanh hai bên liền lao vào nhau. Phật gia đi đối phó với đám người lâu nhau kia. Nhị gia và Trần Bì quần thảo với nhau một hồi thì túi đồ mang theo bị rơi khỏi người. Trần Bì nhìn thấy cây châm giống với cây châm hắn tặng phu nhân thì ngây dại. Phật gia nói với Trần Bì cây châm này có độc tính cao. Xem ra nguyên nhân bệnh năm đó của phu nhân đã tìm ra. Cây châm này có độc, khó trách lúc ấy bệnh tình phu nhân lại không thể chữa lành, thì ra đều là bởi vì vật này gây ra. Nhưng Trần Bì vẫn không tin điều đó. Đúng lúc này đám dân chúng cầm gậy xuất hiện đánh cho đám Trần Bì tả tơi. Khi Trần Bì trở lại địa bàn của mình liền lấy cây châm độc ra cho thủ hạ xem. Thủ hạ vừa nhìn liền nói đây là cây châm kịch độc. Quả nhiên Phật gia nói không sai, Trần Bì cũng hoàn toàn lâm vào tự trách sâu sắc. Phật gia trở lại thành Trường Sa phong tỏa toàn bộ thành Trường Sa, không thể để Trần Bì tùy ý vào thành. Nhưng lúc này muốn tìm Trần Bì lại không dễ dàng. Đang lúc họ không thể nghĩ ra cách, Doãn Tân Nguyệt mới đưa ra một gợi ý dùng chó của Ngũ lão gia. Quả nhiên chó rất thông minh, giúp họ nhanh chóng tìm được điểm dừng chân của Trần Bì. Nhưng tiếng chó sủa cũng nhắc nhở Trần Bì rời đi trước khi Phật gia tìm thấy anh ta. Sau khi trở về, Bát gia nói cho bọn họ một tin tốt, đó là anh đã tìm ra cách để giải độc. Hiện tại chỉ cần tìm được Trần Bì là có thể cứu được hắn. Vì thế bọn họ lại phải nghĩ biện pháp tìm Trần Bì. Doãn Tân Nguyệt đầu óc nhanh nhẹn nghĩ ra một cách khác. Cô lấy thân mình mạo hiểm chờ Trần Bì mắc câu. Đầu tiên, cô giả vờ cãi nhau với Phật gia, nói cỏ lộc hòa đưa cho Phật gia là giả cho nên mới không thể cứu sống phu nhân. Hiện tại Phật gia tức giận muốn đuổi Doãn Tân Nguyệt đi, chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Trần Bì. Trần Bì đương nhiên cho rằng lỗi là do Doãn Tân Nguyệt nên muốn ra tay với cô để báo thù. Quả nhiên lúc Doãn Tân Nguyệt ngồi xe ngựa đi ra ngoài, Trần Bì liền xuất hiện. Doãn Tân Nguyệt liền lấy bức thư phu nhân lúc còn sống để lại đưa cho Trần Bì xem và giải thích rõ ràng mọi chuyện cho hắn. Sau đó cô lừa hắn chạy vào cổ mộ và nhốt hắn vào một căn phòng và đẩy thuốc giải vào trong đó cho hắn. Đồng thời nhị gia đứng ngoài cũng đoạn tuyệt quan hệ sư môn với hắn, nhưng Trần Bì vẫn nhất quyết nhắn nhủ nhị gia tìm Vẫn Đồng để cứu sư mẫu. Phật gia thấy Trần Bì nói chuyện Vẫn Đồng liền vội vàng đi lên giải thích với nhị gia một chút rằng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, nếu có cứu thì đó cũng chỉ là ảo cảnh. Nhưng nhị gia cũng nói mình đã buông tay rồi, sau đó mọi người rời khỏi mật thất này. Phật gia liền theo Bát gia đi tới cây thánh của Bạch Kiều trại. Phật gia nói với lão Bát, thật ra khối Vẫn Đồng thứ ba ở dưới cây thánh này. Chính là bởi vì có Vẫn Đồng cho nên cây thánh của Bạch Kiều trại mới có thể bảo vệ thi thể thế tử trong quan tài phía trên không thối rữa. Người Nhật cũng là bởi vì biết Vẫn Đồng ở chỗ này cho nên mới để cho Hắc Kiều trại trộm quan tài giúp bọn họ luyện chế virus. Lúc này Đại Thổ Ti ở Bạch Kiều trại chạy tới, cô không đồng ý để Phật gia làm lung lay cây thánh. Nhưng Phật gia cũng biết Vẫn Đồng này được chôn dưới lòng đất, nó có lịch sử hàng ngàn năm, nên sớm hòa hợp với cây thánh thành một thể. Cho dù Phật gia muốn lấy cũng không thể làm gì được. Nói xong Phật gia cùng lão Bát cúi chào cây thánh rồi rời đi. Nhị gia ở phía bên kia chuẩn bị một quan tài mới trong phần còn lại của tổ tiên cho mình. Anh nói với bác sĩ Mạc sau khi chết mình phải được chôn ở chỗ này cùng phu nhân của mình. Đây cũng coi như là lời cự tuyệt với bác sĩ Mạc. Bên này Cầu Đức Hảo cũng tìm được cây thánh và biết có Vẫn Đồng dưới tàn cây thánh. Vì vậy, ông không ngừng đào mặt đất bằng tay không. Cho dù trên tay hắn đầy máu cũng tiếp tục đào. Kết quả hắn cũng đào được một khối bản đồ, trên đó viết Bưu Tử Lĩnh. Từ đó về sau Cầu Đức Hảo không rõ tung tích. Mùa thu năm 1939 Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, Cửu Môn cũng lần lượt rời khỏi Trường Sa để lánh nạn. Đầu tiên là Hoắc gia sẽ di chuyển về phía Nam để tránh tai họa. Sau đó là Cửu gia sẽ đến Hồng Kông, Nhị gia thì muốn đi Bạch Kiều trại. Cuối cùng Nhị gia hỏi đến chính Phật gia. Anh nói rằng bảo vệ đất nước là sứ mệnh của người lính, vì vậy anh ở lại bảo vệ Trường Sa. Sau khi Phật gia rời khỏi bữa tiệc liền nhìn thấy máy bay trinh sát Nhật Bản bay qua bầu trời. Lúc này thành Trường Sa đã sớm vườn không nhà trống, đường phố đầy lá rụng và mùa thu không còn ai dọn dẹp nữa. Xung quanh là những người chạy trốn. Thật khó để tưởng tượng đây là vùng đất mà Phật gia đã bảo vệ. Nhìn người ăn xin bên đường, anh liền đưa cho hắn hai đại dương. Sau đó, Phật gia đi đến cổng phía đông, anh dường như nhìn thấy cảnh mình đến Trường Sa lần đầu tiên. Lúc đó anh còn là một thiếu niên ngây ngô, nhịn đói 3 ngày nhưng không có tiền nên chỉ có thể đi dọc các cửa hàng ăn. Một cô bé đến đưa cho cô quả táo, đây chính là người của Cửu Môn Hoắc gia, một người là Hoắc Tam Nương, cô bé kia chính là người nhà Hoắc gia Hoắc Tiên Cô. Hai người cũng là những người đầu tiên Phật gia đến Trường Sa quen biết. Tiếp theo Phật gia đi tới cửa hàng của Bát gia. Anh thấy mình đã có một số thành tựu nhỏ nhiều năm trước đây nên đi tới bên cạnh quầy hàng Bát gia. Bát gia liếc mắt một cái liền nhìn ra Phật gia là quý tướng, liền khen ngợi đến mức Phật gia phải đỏ mặt bày tỏ lòng biết ơn.
nhưng Bát Gia lại không nhận, chỉ hy vọng Phật Gia sau này có thể để ý đến anh ấy. Kể từ đó họ đã trở thành anh em, mỗi lần chỉ cần có việc Phật Gia sẽ tìm Bát Gia. Lúc đó Phật Gia muốn có thân phận ở cửu môn phải đi xuống mộ mà người khác không dám xuống, kết quả vẫn là Bát Gia đi theo cùng. Đây cũng là lý do vì sao khi Bát Gia bị người Nhật bắt đi chỉ có Phật Gia bất chấp nguy hiểm đi giải cứu. Cho nên quan hệ giữa lão Bát và Phật Gia trong cửu môn là thân thiết nhất. Ngay sau đó Phật Gia đi ra đường liền nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Gia. Anh ta hoàn toàn là một bộ dáng ăn mày. Những người khác ném tiền cho anh ta thì Lục Gia bắt lấy cầm trong tay chơi đùa. Cuối cùng bị một người phụ nữ đi ngang qua cướp đi nhưng anh không lấy lại. Lúc này Phật Gia lấy ra một đại dương ném qua. Lục Gia lần này lại khác, anh đổ nước trong bát và dùng nó đón tiền của Phật Gia. Sau đó lấy ra một cái bát đồ cổ nhỏ ném cho Phật Gia. Đây xem như là lần đầu tiên Phật Gia cùng Lục Gia gặp mặt. Rất nhanh Phật Gia đi ra ngoài thành thấy một cậu bé nằm dưới gốc cây vẫn ôm một con chó trong tay. Đây chính là lão Cẩu Ngũ Gia trong cửu môn, chỉ có điều lúc ấy hắn còn nhỏ. Sau khi Phật Gia trở thành người đứng đầu cửu môn ở Trường Sa cũng là vô cùng quan tâm đến người trong cửu môn bọn họ. Người dân Trường Sa chưa kịp di rời, máy bay của chính phủ Nhật Bản đã bay qua không ngừng ném đạn vào thành Trường Sa. Sự tàn bạo của chiến tranh thật là khủng khiếp. Chênh lệch vũ khí nên Phật Gia không thể ngăn cản. Hết máy bay ném bom, quân Nhật còn đưa xe tăng đến. Phật Gia lập tức chạy đến chỗ kích nổ bom. Xe tăng của Nhật bị trúng bom đứng yên tại chỗ. May mắn thay, anh chỉ bị thương. Sau khi pháo binh kết thúc, đợt tấn công đầu tiên của Nhật đã bị họ ngăn cản. Phật Gia nhìn những binh lính đứng lên đi tới bên cạnh mình trong lòng vô cùng đau xót. Bởi vì tất cả những người có thể đứng đều bị thương, những người không đứng dậy được cũng vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mặc dù họ đã chết và bị thương vô số nhưng để chống lại Nhật họ vẫn không lùi bước. Chẳng bao lâu sau một đợt tấn công mới của bộ binh Nhật Bản đã đến, họ đang đi từng bước một vào thành phố. Phật Gia cởi áo khoác ra cầm lấy đao bên cạnh thề sẽ chết để bảo vệ quê hương của mình. Ngay khi mọi người xông vào quyết chiến, đột nhiên rất nhiều chó nhảy vào chiến trường. Phật Gia nhìn từng người tiếp viện trước mắt trong lòng rất là kinh ngạc. Bởi vì những thứ này đều là huynh đệ cửu môn vừa mới rời đi. Hiện tại ngay cả thư sinh như Bát Gia, Cửu Gia cũng cầm lấy súng ra chiến trường. Trong nháy mắt Phật Gia vốn chịu chốt lại nhận được trợ lực rất lớn. Lúc này Nhị Gia cùng Bát Gia cũng đi tới bên cạnh Phật Gia. Bởi vì họ đều là người của cửu môn không đành lòng bỏ lại Phật Gia một mình chiến đấu, cho nên bọn họ lại trở về bên cạnh Phật Gia. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.